Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3381, Dung Hoàng Thủ Đoạn 2. Thứ này trước đó bị tinh đồ cùng áo tơi vây khốn, không cách nào sử dụng, chẳng biết lúc nào lần nữa bị khống chế, đi tới trước mặt, xuyên thủng ngực hai người. Ngươi, trái tim bị xương tay bóp nát, hai đại hoàng giả cảm thấy lực lượng toàn thân như thủy triều lui đi, thân thể run rẩy, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Cảnh giới tích huyết trùng sinh, tuy một giọt máu liền có thể phục sinh, nhưng cũng cần thời gian tích tụ, cùng lực lượng tích lũy, khung xương này trực tiếp phá hủy sinh cơ của bọn họ, coi như may mắn không chết, thực lực cùng tuổi thọ cũng nhất định bị tổn thương lớn. Áo tơi là pháp bảo của ngoan nhân tiên tổ khi còn sống, có thể khống chế khung xương, sao lại thế? Cảm thấy sinh mệnh nhanh chóng tan ra, thần linh hoàng khó tin. Bạc Dục thả ra áo tơi, là pháp bảo của ngoan nhân khi còn sống, có thứ này, có thể khống chế khung xương sinh ra ý niệm, nghe theo dặn dò, ngoan ngoãn dung hợp, cuối cùng khôi phục chân thân. Thả nó ra, dựa theo tình huống bình thường, khung xương không thể nhúc nhích, làm sao sẽ còn bị thần dung hoàng khống chế. Trong khung xương đản sinh ý niệm, đã bị linh thần loại bỏ sạch sẽ, đổi thành của ta. Vừa rồi cố ý để nó bị khống chế, chính là chờ các ngươi ra tay. Miễn cưỡng đứng dậy, miệng lớn thở hổn hển, thần dung hoàng nói. Khung xương là sẽ sinh ra ý niệm thuộc về mình, nhưng đã sớm bị linh thần ra tay xóa đi, đổi thành của hắn. Bởi vậy áo tơi tuy lợi hại, nhưng không khống chế được. Nghe được người chư tử bách ra, liên hợp hai vị này hạ sát thủ với hắn, liền đoán ra bọn họ sẽ đích thân đến, cố ý để xương tay nghe theo mệnh lệnh, trên thực tế là lơ là đối phương. Vừa rồi hỏi thăm thần tinh hoàng, thật ra là cho đối phương cơ hội lựa chọn lần nữa, đối phương vẫn lựa chọn phản bội. Vậy thì không có gì có thể khách khí. Ta liều mạng với ngươi. Không nghĩ tới, thiết kế lâu như vậy, không những không giết chết đối phương, còn bị đối phương âm, thần linh hoàng cắn răng, lực lượng trong cơ thể hội tụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xương tay bị chấn bay ra ngoài, bàn tay giơ lên, lần nữa vỗ về phía thần dung hoàng. Bất quá còn chưa tới trước mặt đối phương, thân ảnh bất ngờ biến mất, giống như nhảy vào một không gian thông đạo. Dung hoàng, coi như ngươi lợi hại, lần này không giết được ngươi, đằng sau có rất nhiều cơ hội, hãy đợi đấy. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vốn cho là hắn muốn động thủ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vậy mà trốn. Ta, chờ ta một chút. Thấy đồng bạn không đáng tin cậy như vậy, thần tinh hoàng đâu còn dám tiếp tục lưu lại, thân thể xoay một cái, vội vã bỏ chạy. Hai người rời đi, vẻ mặt thần dung hoàng lần nữa trắng bệch, cũng đứng thẳng không được, đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi khung xương đánh lén hai đại hoàng giả, giờ phút này giống như mất đi tất cả lực lượng, rớt xuống, như một bãi bùn nhão, không còn khí lực cùng nội tình như trước đó. Hiển nhiên, thần dung hoàng mới vừa nói hung mãnh, trên thực tế đã dầu hết đèn tắt, chỉ cần hai người này lá gan hơi lớn một ít, chết khẳng định là hắn. Dung hoàng, niệm tình ngươi một đời hào kiệt, cho ngươi tôn nghiêm. Tự sát đi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, một lát sau, Nhan Thanh Cổ Thánh cùng những người khác bay tới. Hai đại hoàng giả chạy trốn, bọn họ vẫn còn ở đây. Tự sát. Nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện ở trước mắt, thần dung hoàng rõ ràng, lại không cách nào chạy trốn, than thở một tiếng, trong mắt tràn đầy cô đơn. Không nghĩ tới, thần dung ta tung hoành cả đời, cuối cùng sẽ chết ở đây. Bàn tay nâng lên, muốn chụp về cái trán. Chậm đã. Đúng lúc này, Trương Huyền bay tới. Chương 3382, Dung Hoàng không thể chết. 1. Chư vị, có thể hay không cho phép ta nói một câu? Đi tới trước mặt, Trương Huyền ôm quyền. Đây là sự tình giữa cổ thánh, ngươi tính là gì, cũng muốn chen vào. Một vị cổ thánh hừ lạnh. Đối với vị trước mắt này, hắn sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Không nói ỷ vào thiên phú và kỳ ngộ, đấu giá danh ngạch cho bọn hắn, nhân cơ hội vơ vét, chỉ nói tự thân đưa linh thần vào chủ điện, cướp đi Xuân Thu Đại Điển, liền tội không thể tha. Xuân Thu Đại Điển là bảo vật khổng sư lưu lại, mấu chốt để nhân tộc chấn hưng, hiện tại rơi vào tay dị linh tộc, kết cục nhân tộc như thế nào, ai cũng không biết. Làm ra sự tình tội nghiệt ngập trời như vậy, lại còn mặt dày để thần dung hoàng tự sát dừng tay, cũng không để ý tới thân phận quát tháo. Dầm. Vị cổ thánh này còn chưa nói xong, liền thấy một đạo đao mang thẳng tắp chém xuống, thân thể vội vàng co rụt lại, dù vậy vẫn bị lưỡi đao gây thương tích, cánh tay nhỏ xuống máu tươi.
vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy trong tay thanh niên xuất hiện một thanh huyền đao, phía trên tia sáng yêu dị, phun ra nuốt vào không ngừng. Hiện tại có tư cách chưa? Trương Huyền lãnh đạm, ngươi tự tìm cái chết. Bị một đại thánh đánh lén, vị cổ thánh này tức giận sắp bùng nổ. Nếu không phải cùng thần Dung Hoàng chiến đấu, thương thế trên người nghiêm trọng, một thanh đao vừa mới đột phá cổ thánh, cũng muốn tổn thương hắn, quả thực chính là nằm mơ. Ngươi muốn nói gì? Cũng không nghĩ tới tên này như vậy, bởi vì một tư cách liền kích thương một vị đồng bạn bản thân, nhan thanh cổ thánh ngăn cản cổ thánh nổi giận lại, nhíu nhíu mày. Thần Dung Hoàng còn không thể chết. Trương Huyền nói. Không thể chết. Cổ thánh vừa bị thương cắn chặt hàm răng, vung tay áo một cái. Ngươi có biết, những năm này hắn trực tiếp chém giết hoặc gián tiếp chém giết cường giả nhân tộc, tổng cộng có bao nhiêu không? Thân là danh sư, không đi báo thù, lại còn muốn cứu đối phương, Trương Hoàng Thiên, đây là phong cách của Trương gia cùng danh sư đường các ngươi. Trương Hoàng Thiên cũng nhíu mày. Hiển nhiên, hắn cũng có chút không hiểu. Thần Dung Hoàng tại vị, dị linh tộc càng ngày càng cường đại, cùng nhân tộc chiến đấu không biết bao nhiêu trận, tử thương vô số, đã có cơ hội chém giết, nhất định không thể bỏ qua. Thứ nhất, vì tộc nhân chết đi báo thù, thứ hai, cũng có thể loại bỏ tai họa ngầm, một khi thả hổ về rừng, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn. Vãn bối của mình từ trước tới nay rõ lý lẽ, hiểu đại nghĩa, làm sao thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ rồi. Đừng kéo Trương gia cùng danh sư đường, đây là quyết định của riêng ta, không có quan hệ gì tới bọn họ. Trương Huyền khoát tay áo. Mấu chốt về Lạc Nhược Hy, ở trên người thần Dung Hoàng, như thế nào liên hệ đối phương, tìm kiếm đối phương, chỉ có thể dựa vào hắn. Thật muốn chết ở chỗ này, tương đương với một manh mối cuối cùng cũng đứt mất. Quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Người quyết định, người một đại thánh, thật cho rằng quyết định của mình có thể ảnh hưởng đến cổ thánh quyết sách. Lại một vị cổ thánh nhân tộc cười nhạo. Chương 3383, Dung Hoàng không thể chết. 2. Chỉ bằng một chuôi vũ khí may mắn đột phá, cũng quá đề cao bản thân đi. Chỉ bằng chuôi đao này, đương nhiên không làm được. Hừ một tiếng, Trương Huyền nhìn quanh một vòng, huyền đao trong tay xuất thủ lần nữa. Tê lạp, vạch phá không gian cùng thời gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dục lão quỷ còn không có rời đi. Sát, Dục lão quỷ gầm thét, kém chút nổ tung. Mẹ ngươi a, ngươi muốn lập uy, dẫn tới người khác coi trọng, bổ ta làm cái gì? Ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai? Lòng tràn đầy buồn bực, thẳng tắp chạy ra xa. Lần chiến đấu này, mặc dù hắn nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực chỉ có 2-3% trước đó, cũng không phải một yêu dị huyền đao vừa mới đột phá có thể so sánh được. Tránh thoát phong mang, đang muốn giơ tay phản kích, đột nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ, thân thể bị một cỗ khí tức mênh mông bao phủ. Ngoan nhân đại đế, đồng tử co rụt lại. Cỗ khí tức này, tuy không còn mùi vị sát lục trước đó, nhưng thân là dị linh tộc, trong nháy mắt liền rõ ràng, chính là ngoan nhân tiên tổ lúc trước tung hoành thiên địa, cùng khổng sư chiến đấu. Địa vị của vị này ở linh tộc, tương đương khổng sư ở nhân tộc, đối với huyết mạch của hắn có cảm giác áp bách cực mạnh. Phốc, chỉ nháy mắt, đao mang trên yêu dị huyền đao rơi vào trong một chỗ tu luyện thiếu hụt, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất. Không biết loại thực lực này, có thể thay đổi quyết định của các ngươi hay không? Kích thương ra hỏa kia xong, vẻ mặt Trương Huyền lãnh đạm nói. Dục lão quỷ là cổ thánh tam trọng tích huyết trùng sinh, yêu dị huyền đao chẳng qua vừa mới đạt tới cổ thánh, tình huống bình thường, rất khó làm bị thương, có điều mượn ngoan nhân áp bức, lại biết thiếu hụt cùng mệnh môn của đối phương, lại thêm hắn bị thương, phản ứng không lớn bằng lúc trước, một lần trực tiếp thành công. Loại thực lực này, đã có tư cách làm ra quyết sách, có điều chúng ta muốn biết lý do. Vừa rồi mặc dù động tác của Trương Huyền nhanh, nhưng lấy nhãn lực của hắn còn phát hiện không đúng, rõ ràng trừ yêu dị huyền đao ra, người thanh niên này, còn có át chủ bài khác, hai loại cộng lại, ngay cả bạc dục cũng có thể kích thương, đã nói rõ có tư cách cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Trương Huyền nhìn qua, các ngươi cùng thần Linh Hoàng, thần Tinh Hoàng liên hợp phục kích thần Dung Hoàng, chuyện này, ta không hiểu rõ tình hình. Có điều, vừa rồi thần Linh Hoàng ta gặp, là người hiếu chiến, trông cậy vào hắn tuân thủ ước định, duy trì 300 năm đình chiến, độ khó cực lớn. Hơn nữa, nếu như vừa rồi Dung Hoàng không có kích thương hắn, bọn họ có thể ra tay với các ngươi hay không? Mọi người lặng im. Nói thật, nếu không phải vừa rồi thần Dung Hoàng có át chủ bài, tùy ý thần Linh Hoàng chém giết đối phương,
chỉ sợ tên này thật có khả năng hủy hoại hiệp nghị, ra tay với đám người mình. Có lẽ tên này đã sớm tính toán tốt, nhóm người mình cùng Dung Hoàng lưỡng bại câu thương, sau đó ngư nhân đắc lợi. Chỉ cần bọn họ chết sạch, danh sư đại lục chẳng khác nào không còn bình chướng sau cùng, mặc dù chư tử bách gia cùng tổng bộ danh sư đường còn có cổ thánh không đi ra, nhưng bất luận số lượng hay thực lực, đều đã không đủ để chống lại hai vị hoàng giả. Kia! Vị thần linh hoàng này, ngay cả tộc nhân cũng phản bội, xé bỏ hiệp nghị, không tính là gì. Ta biết, các ngươi hẳn cũng rõ ràng điểm ấy, nhưng cân nhắc đến đây là thời cơ đánh giết Dung Hoàng tốt nhất, thậm chí còn có thể nhân cơ hội tan rã lòng tin của dị linh tộc, để cho bọn họ sinh ra nội loạn, tự sụp đổ. Nếu như vừa rồi, thật ra tay thành công, các ngươi lại không có bị thương, quả thực là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, Dung Hoàng thật chết rồi, linh hoàng trở về thông cáo thiên hạ, nói là bị chúng ta phục kích giết chết. Bản thân cũng bởi vì muốn cứu hắn, bị nhân tộc kém chút đánh giết. Về sau uy tín ở trong dị linh tộc tăng cao, dị linh tộc đối với nhân tộc sinh ra tức giận, ngưng tụ cùng một chỗ. Những sự tình này, không cần ta nói nhiều, các ngươi hẳn có thể suy nghĩ ra. Trương Huyền nói, cái này, Nhan Thanh cổ thánh nói không ra lời. Quả thực, Dung Hoàng thật chết ở chỗ này, thần linh hoàng chỉ cần thêm chút lợi dụng, liền sẽ để toàn bộ chủng tộc cùng chung mối thù. Đến lúc đó, nhân tộc chắc chắn rơi vào nguy hiểm càng lớn. Chương 3384, cho danh sư đường một câu trả lời. 1. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Buồn bực phút chốc, Nhan Thanh cổ thánh lần nữa nhìn qua. Rất đơn giản, thần Dung Hoàng không những không thể chết, còn phải giúp hắn khôi phục thương thế, sau đó để hắn trở lại trong tộc báo thù. Tuy thần linh hoàng, thần tinh hoàng yếu chút, nhưng có thể cùng đối phương tranh đấu nhiều năm, tuyệt không phải đơn giản có thể đối phó như vậy. Một khi tam phương sinh ra hỗn chiến, nhân tộc liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí có thể thừa dịp. Trương Huyền nói, đối thoại của bọn họ đều là truyền âm, Nhan Thanh cổ thánh càng trước thời hạn ngăn cách không gian, bởi vậy thần Dung Hoàng không nghe được nội dung trò chuyện. Hơn nữa, hiện tại thần Dung Hoàng sinh tử đều ở một ý niệm của chúng ta, hiện nay thống hận nhất, khẳng định là hai vị khác, nằm mộng cũng muốn đối phương chết. Lúc này tới ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, một khi hắn lần nữa khống chế dị linh tộc, đối với chúng ta sẽ có lợi ích rất lớn. Trương Huyền tiếp tục nói. Không sai. Trương Hoàng Thiên mắt sáng lên. Đã có thể ký hiệp ước với đám người thần linh hoàng, tự nhiên cũng có thể cùng vị trước mắt này ký. Lấy uy tín của Dung Hoàng ở trong tộc, thật muốn đồng ý, hiệu quả chỉ sợ so với cái trước tốt hơn nhiều. Ngươi nói không sai, nói như vậy, thần Dung Hoàng quả thực tạm thời không thể chết. Bất quá có vài điểm, phải trước thời hạn nói rõ, để ngươi biết. Suy tư phút chốc, cũng biết hắn nói hết sức chính xác, Nhan Thanh cổ thánh lắc đầu, nhìn qua. Thứ nhất, một khi thần Dung Hoàng khôi phục, thực lực vượt xa chúng ta, thật muốn cường công, danh sư đường cùng chư tử bách gia trừ cố thủ ở đại bản doanh, hầu như không cách nào ngăn cản. Thứ hai, hắn túc trí đa mưu, dũng binh như thần. Lại thêm cùng nhân tộc đối chiến nhiều năm, thậm chí tới qua nhân tộc, tiến vào danh sư đường, đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay. Sống sót, dù có thể trong thời gian ngắn không tấn công, nhưng một khi tấn công, nhất định là tai nạn lớn nhất. Thứ ba, lần này chúng ta đều bị thương rất nặng, cũng không đủ cổ thánh lực khôi phục, tuổi thọ toàn bộ tiếp cận đại nạn. Lại không bảo vệ được nhân tộc mấy lần. Thật ra thì bọn họ cũng biết, phục kích thần Dung Hoàng, cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Làm không cẩn thận, sẽ còn xuất hiện tai họa càng lớn. Nhưng không có con đường thứ hai có thể đi. Một vạn năm trước, cổ thánh lực biến mất, nhân tộc cổ thánh chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, kéo dài hơi tàn. Nói cách khác, đám cổ thánh bọn họ, Trương Hoàng Thiên nhỏ tuổi nhất cũng hơn 1.500 tuổi. Không có trọng thương mà nói, còn có thể thức tỉnh mấy lần, mà bây giờ không quá 2 lần, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Hiện tại Xuân Thu Đại Điển lại không đạt được. Nhân tộc đã là thời điểm yếu nhất trong vài vạn năm qua. Nếu thần Dung Hoàng chết, ngược lại cũng thôi, còn lại hai vị hoàng giả, bất luận thực lực hay mưu kế đều hơi yếu, nhân tộc lại kém, cũng có thể chống lại. Không chết, đằng sau liền thật không biết như thế nào. Ở đây rất nhiều cổ thánh đều ảm đạm xuống. Nhân tộc trời sinh tuổi thọ không bằng dị linh tộc, đây là chuyện không có cách giải quyết. Tuổi thọ hạn chế, không còn cổ thánh lực, không cách nào sinh ra cổ thánh mới. Sớm muộn sẽ bị người sau mài chết. Cái này đơn giản, ta có thể hạ cho hắn một loại kịch độc không cách nào hóa giải, nếu như về sau hắn dám vi phạm ước định,
tấn công nhân tộc, độc này đủ để cho hắn tử vong. Đến lúc đó, ba đại hoàng giả tất cả đều không còn, coi như nhân tộc không có cổ thánh, cũng không có nguy hiểm như vậy. Huống chi Dương Sư mới vừa đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ở trong khổng miếu, sẽ còn có cổ thánh mới xuất hiện, trên an toàn không cần tâm. Trương Huyền nói, tuy ở trong Xuân Thu Đồ nắm giữ cổ thánh lực, nhưng số lượng có hạn, bên hắn cha mẹ, bản thân, rất nhiều đệ tử đột phá, cũng chưa chắc đủ, liền không tiện phân cho những người khác. Độc gì hữu dụng với cường giả tích huyết trùng sinh? Nhan Thanh cổ thánh sững sờ. Tích huyết trùng sinh, mỗi một giọt máu cũng có thể lần nữa diễn hóa sinh mệnh, bất luận thân thể hay linh hồn, sớm đã trong sáng không một hạt bụi, bách độc bất xâm. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có kịch độc, có thể tạo thành ảnh hưởng đối với loại cường giả này? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta đã dám nói như thế, tự nhiên là có. Chương 3385, cho danh sư đường một câu trả lời 2. Trương Huyền cười cười. Độc bình thường, quả thực vô dụng đối với loại cường giả này, nhưng thiên đạo chân khí có thể chui vào bất kỳ một chỗ nào trong thân thể, coi như tích huyết trùng sinh, đồng dạng có thể phân tán đến trong mỗi một giọt máu che giấu, khó lòng phòng bị. Tích huyết trùng sinh có thể không e ngại thiên đạo trừng phạt, nhưng đối với loại chân khí có thể phá hoại sinh cơ này, khẳng định sẽ nhức đầu không thôi, khó mà loại trừ. Chỉ cần không trừ được, liền sẽ vĩnh viễn bị quản chế. Nghe hắn đã chuẩn bị xong, đám người thở phào nhẹ nhõm, Nhan Thanh cổ thánh lần nữa nhìn lại, mang theo áp bức. Chuyện của hắn, chúng ta có thể dựa theo ngươi nói xử lý, thần Dung Hoàng cũng có thể tạm thời không chết, nhưng chuyện của ngươi, có phải cũng nên cho nhân tộc một câu trả lời hay không? Ta, ngươi dẫn dị linh tộc linh thần đi vào chủ điện, để hắn thành công luyện hóa Xuân Thu Đại Điển mà thờ ơ, khiến nhân tộc mất đi chí bảo. Chuyện này coi như muốn che lấp, cũng không che giấu được. Thậm chí đám người thần linh hoàng chạy trốn cũng đã tuyên truyền ra ngoài. Không cho cái bàn giao, ta sợ danh sư thiên hạ, tất cả nhân tộc đều sẽ đối đãi ngươi thành dị loại, danh sư đường cũng không chỗ dung thân. Nhan Thanh cổ thánh nói. Trương Huyền lặng im. Hắn không biết thân phận chân thực của Lạc Nhược Hy là linh thần. Bất quá giải thích như vậy, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ không tin. Xuân Thu Đại Điển, là chí bảo khổng sư lưu lại, tín niệm mạnh nhất của nhân tộc. Giờ phút này lại bị dị linh tộc đạt được, chỉ điều này, liền không có cách nào để cho người ta tha thứ. Một khi tin tức truyền ra, có thể đoán được, danh sư thiên hạ, tất cả nhân tộc, đều sẽ coi hắn thành dị loại, hết đường chối cãi. Tìm linh thần làm bạn gái, không phải phản bội là cái gì. Lúc đó còn nắm tay của đối phương, vì sao không mang Xuân Thu Đại Điển về. Mặc kệ trước đó ngươi làm ra bao nhiêu cống hiến, chỉ điều này, liền có thể trở thành chuột chạy qua đường. Không còn đường xoay người. Tan sẽ cho người trong thiên hạ một câu trả lời, cho danh sư đường một câu trả lời. Hít sâu một hơi, ánh mắt Trương Huyền kiên định. Vậy là tốt rồi. Thấy hắn đã suy nghĩ ra, Nhan Thanh cổ thánh gật đầu, không nói thêm lời. Đối phương chẳng qua là một kim thân cảnh, hắn còn khinh thường tự mình ra tay. Thảo luận xong xuôi, còn lại liền đơn giản. Thiên đạo chân khí của Trương Huyền tràn vào trong cơ thể thần Dung Hoàng, ẩn núp. Đồng thời lấy ra một ít đan dược, linh lực, hỗ trợ khôi phục thương thế. Bất quá thương thế của tên này quá nặng, đã thương tổn tới cơ sở cùng tuổi thọ, đan dược bình thường đã không có hiệu quả quá lớn. Đa tạ thiếu gia cứu mạng, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng cho dù chết, cũng muốn báo thù rửa hận. Mặc dù không biết hai bên nói thứ gì, nhưng biết là vị trước mắt này van xin cứu tính mạng của hắn, thần Dung Hoàng đứng dậy ôm quyền. Thần Linh Hoàng, thần Tinh Hoàng. Trước kia hắn không thèm để ý, không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương. Lần này có thể còn sống trở về, chắc chắn sẽ để cho bọn họ thừa nhận lửa giận của mình, trả giá thê thảm. Không cần khách khí. Cứu hắn là vì nhân tộc, cũng không phải vì tư lợi, Trương Huyền lắc đầu nhìn lại, trong mắt mang theo hỏi thăm. Người cùng ngoan nhân, là quan hệ như thế nào? Chương 3386, Hoàng Thiên Chiến Bạc Dục 1. Vị trước mắt này. Có thể dùng huyết dịch thôi thúc khung xương ngoan nhân, chỉ có một khả năng, chính là cùng hắn đồng căn đồng nguyên, nắm giữ huyết mạch tương đồng. Hắn là tổ phụ của ta. Thần Dung Hoàng không có giấu giếm, nói. Tổ phụ. Trương Huyền chấn động. Còn tưởng rằng là vãn bối bao nhiêu đời, không nghĩ tới quan hệ gần như vậy. Ngoan nhân là siêu cấp cường giả sống ở mấy vạn năm trước, thần Dung Hoàng là tôn tử của hắn, tuổi thọ của dĩ linh tộc dài, làm người ta khó có thể tin. Khó trách xương ngực xuất thế, có thể thu hút,
Linh thần nói với ta, thiếu gia đã sưu tập rất nhiều hài cốt của tổ phụ, để cho ta phối hợp. Đã như vậy, cánh tay liền đưa cho ngươi, mặc dù không thể để cho tổ phụ khôi phục lại thực lực đỉnh phong, nhưng khôi phục thực lực cảnh giới tích huyết trùng sinh không khó lắm. Cổ tay thần dung hoàng rung lên, cánh tay trước đó rơi trên mặt đất bay tới. Đa tạ, thật sự là hắn đang thu thập khung xương ngoan nhân, đối phương đã đưa tiến, cũng không có gì phải khách khí. Thiên đạo chi thư bay ra, nhẹ nhàng run lên, xương cánh tay cùng ngoan nhân trong thư tịch triệt để dung hợp lại với nhau. Ngươi loại bỏ ý niệm bên trong. Cảm nhận được cánh tay cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, không có sinh ra xung đột, để ngoan nhân rơi vào hôn mê, Trương Huyền nghi ngờ nói. Trước đó đản sinh ý niệm, linh thần đã giúp ta loại bỏ, hiện tại là ý niệm của ta, đã đưa cho thiếu gia, tự nhiên không dám lưu giữ. Thần Dung Hoàng gật đầu. Thiên phú của vị trước mắt này, nhìn ở trong mắt, lại thêm cùng linh thần quan hệ, xem như hắn cũng không dám láo xược. Linh thần mạnh mẽ, thần linh hoàng, thần tinh hoàng tiếp xúc ít, không thế nào biết, nhưng hắn hết sức rõ ràng. Chính như đối phương nói, thật muốn phóng thích, danh sư đại lục sẽ không chịu nổi, trực tiếp nghiền nát. Người mạnh như thế nhìn chúng hơn nữa ưa thích, về sau thành tựu làm sao có thể thấp. Bởi vậy có cơ hội kéo quan hệ, chắc chắn sẽ không từ bỏ, huống chi đối phương còn vừa mới cứu tính mạng của mình. Làm phiền. Thấy đối phương nghĩ chu đáo, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Không có ý niệm xung đột, ngoan nhân sẽ không rơi vào hôn mê, như vậy chỉ cần cấp cho đầy đủ lực lượng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, lực lượng mạnh hơn. Ngón tay điểm một cái, một bình ngọc chứa máu cổ thánh dị linh tộc bay vào thư tịch, sau một khắc, xương tay cùng thân thể ngoan nhân hoàn mỹ dung hợp, từng đạo lực lượng cường đại dâng trào ra. Củng cố tu vi đi. Trương Huyền dặn dò một tiếng, thiên đạo chi thư khép lại, thu về thư viện. Đúng rồi thiếu gia, cái áo này, là tổ phụ đã từng lưu lại, nếu như có thể luyện hóa, cùng khung xương dung hợp, hoàn toàn có thể diễn sinh ra huyết nhục. Thần Dung Hoàng chỉ. Có thể diễn sinh huyết nhục. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Ngoan nhân trong thiên đạo chi thư, cho đến trước mắt còn là một khung xương, muốn xuất hiện huyết nhục, dựa theo phương pháp đối phương nói, là thôn phệ danh sư. Điểm ấy tự nhiên không thể đi làm, bởi vậy một mực gặp trở ngại. Không nghĩ tới cái áo này, có thể diễn sinh huyết nhục. Khó trách cánh tay uy lực to lớn, vừa gặp phải áo tơi liền ngừng lại, thứ này lại có công hiệu lợi hại như thế. Thân thể vụt qua, đi tới trước mặt áo tơi, nhẹ nhàng sờ tới. Ngươi muốn làm gì, đây là linh hoàng chí bảo. Thấy động tác của hắn, Dục lão quỷ đang chữa thương sầm mặt lại. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm mang thẳng tắp bắn tới. Phốc, phốc, trên người nhất thời xuất hiện hai lỗ máu, máu tươi phun mạnh. Trương Hoàng Thiên, người con mẹ nó cũng nổi điên làm gì? Chương 3387, Hoàng Thiên chiến bạc dục 2. Dục lão quỷ quay đầu nhìn lại, sắp phát điên. Xuất thủ chính là Trương Huyền Tiên Tổ, Trương Hoàng Thiên. Tuy trước đó có ân oán, nhưng mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng Thần Dung Hoàng, làm sao hiện tại trực tiếp động thủ với mình? Không có gì, trước đó sóng vai giết địch, bất đắc dĩ mới liên thủ với ngươi, hiện tại nên là thời điểm giải quyết ân oán cá nhân chúng ta. Trương Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, trên người mang theo một cỗ vắng lặng. Trước đó, vì không ảnh hưởng kế hoạch của chư tử Bách gia, bị bức ép bất đắc dĩ, mới cùng đối phương liên thủ, hiện tại sự tình Thần Dung Hoàng giải quyết xong, cũng nên là thời điểm giải quyết cừu hận trước kia. Giải quyết ân oán, tốt, chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi? Dục lão quỷ đứng dậy. Chẳng qua trước thời hạn nói, nếu như ngươi thua, ngoan ngoãn để chúng ta rời đi. Chiến đấu kết thúc, không phải hắn không muốn đi, mà là chư tử Bách gia cùng danh sư đường nhìn chằm chằm, không dám chạy trốn. Tên này muốn giải quyết ân oán cá nhân, vừa vặn cũng giải quyết chuyện này. Sợ giết sau khi Thần Dung Hoàng, nhân tộc sẽ tiêu diệt luôn bọn hắn, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu lưu lại chút lực lượng, bây giờ xem ra cũng bị thương, lại nhẹ hơn Trương Hoàng Thiên nhiều, chân chính chiến đấu, ai sống ai chết còn chưa biết được. Ta đồng ý. Trương Hoàng Thiên gật đầu, nhìn quanh một vòng. Chư vị, ta cùng Dục lão quỷ ngày hôm nay giải quyết ân oán cá nhân, nếu như ta bị giết, là tài nghệ không bằng người, chư vị không thể vì ta báo thù, thả hắn rời đi là được. Hoàng Thiên cổ thánh. Không nghĩ tới hắn làm ra quyết định này, Nhan Thanh cổ thánh sững sờ, nhíu mày, muốn khuyên can. Ý ta đã quyết. Trương Hoàng Thiên khoát tay áo.
cho dù là kế hoạch của chư tử Bách gia, để hắn cùng dị linh tộc liên thủ, cũng là vũ nhục lớn lao, vì lẽ đó ngày hôm nay, hoặc là bản thân chết, hoặc là đối phương chết, không có con đường thứ hai có thể đi. Nếu không, không mặt mũi nào đi đối mặt những tiền bối chết trận xa trường kia. Đây là kiên trì, cũng là kiêu ngạo của hắn. Động thủ đi. Làm ra quyết định, Trương Hoàng Thiên chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, trường kiếm trong tay bắn ra, kiếm khí như mưa, lập tức bao phủ về phía Dục lão quỷ. Hừ, thấy đối phương công kích, ở dưới trọng thương, uy lực quả thực giảm bớt không ít, Dục lão quỷ thở phào nhẹ nhõm, một đôi quỷ trảo bất ngờ xuất hiện. Đinh 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 đinh, hai người đối chiến cùng một chỗ. Bọn họ đều là cường giả tích huyết trùng sinh, thủ đoạn rất nhiều, trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Mới vừa rồi Hoàng Thiên Cổ Thánh cùng Thần Dung Hoàng chiến đấu, đã dùng hết toàn lực, thương thế cực nặng, ta sợ không phải là đối thủ. Một vị cổ thánh của danh sư đường nhìn không được nói. Dục lão quỷ gian xảo không gì sánh được, hiện tại đối công, rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, chờ Hoàng Thiên Cổ Thánh suy yếu, sau đó lại phản kích. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Lại một vị cổ thánh lộ ra vẻ lo lắng. Cả hai chiến đấu, thoạt nhìn tinh diệu, kỳ phùng địch thủ. Trên thực tế thân là cổ thánh có thể tùy tiện nhìn ra, lực lượng của Hoàng Thiên Cổ Thánh kém xa trước, tiếp tục chiến đấu xuống, sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Trái lại, Dục lão quỷ thể lực dư thừa, một mực tìm cơ hội. Yên tâm đi, Hoàng Thiên Cổ Thánh sẽ không thua. Dương sư cười cười. Sẽ không thua. Hai vị cổ thánh mới vừa nói chuyện có chút không hiểu. Thực lực của bọn hắn, đều nhìn không ra điểm ấy, người một gia hỏa vừa mới đột phá. Làm sao xác định như vậy? Nhìn thấy nghi ngờ của bọn hắn, Dương sư cũng không giải thích, mà ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên xa xa. Vị thanh niên này cho Hoàng Thiên Tiên Tổ một ngọc bài, ghi chép thiếu hụt trong tu luyện của Dục lão quỷ, biết những thứ này, Hoàng Thiên Cổ Thánh lại thắng không nổi, hắn cũng không tin. Chương 3388, Trương Hoàng Thiên vẫn lạc một. Dương sư đoán không sai, sở dĩ Trương Hoàng Thiên muốn ở thời điểm này khiêu chiến Dục lão quỷ. Lực lượng lớn nhất chính là biết chiêu số cùng thiếu hụt trong công pháp của đối phương. Lúc này thoạt nhìn nằm ở bị động, trên thực tế giống như đối phương, đang tìm cơ hội, tranh thủ một kích tất chúng, chém giết tại chỗ. Vô số đạo kiếm khí hóa thành từng cự long, bao phủ bầu trời, quỷ trảo của Dục lão quỷ vụt qua, đi ngược dòng nước. Ngay vào lúc này, thấy thiếu hụt của đối phương, cùng Trương Huyền nói giống nhau như đúc, Trương Hoàng Thiên kìm nén không được, trường kiếm chợt lóe. Lập tức ẩn giấu ở trong trường long đâm tới. Lưu Thủy Tàng Kiếm, nghe nói là một thiên tài Trương gia vị si tình sáng tạo, vợ hắn bị kẻ thù giết chết, người sau am hiểu dùng nước, thậm chí mượn nước ẩn trốn, khó mà bắt, vì báo thù, sáng chế bộ kiếm quyết này, kiếm che giấu ở trong dòng nước, đợi đối phương mượn thủy lực, đâm xuyên qua cổ họng. Giờ phút này Trương Hoàng Thiên mượn kiếm khí trường long, che giấu trường kiếm, hiệu quả như nhau. Phá! Dục lão quỷ quả nhiên không có phát hiện trường kiếm, quỷ trảo ở trên không trung không ngừng lay động, ngăn cản kiếm khí. Ông! Trường long run lên, trường kiếm chui ra, ở trong con mắt hắn càng lúc càng lớn. Bất quá, giờ phút này lực lượng của hắn đang suy kiệt, ở thời điểm lực mới chưa sinh, trốn tránh không được nữa, phốc một tiếng, xuyên qua cổ họng, lực lượng mênh mông trong đó không ngừng hủy diệt lấy sinh cơ trong cơ thể hắn. Ngươi, ngươi, làm sao lại biết? Chiêu này của ta kết thúc, có 1% cái hô hấp chân khí dừng lại. Hai mắt Dục lão quỷ trợn tròn xoe, đến chết vẫn không tin nổi, liền bị giết như thế. Một vạn năm qua, hai người không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, đối với thủ đoạn cùng năng lực của đối phương sớm đã rõ như lòng bàn tay, tên này là mạnh hơn hắn một ít, thế nhưng mạnh có hạn, thắng không nổi, bảo vệ tính mạng không khó. Nhưng bây giờ, quỷ trảo của hắn liên hoàn, liên tục thi triển. Thời điểm qua 17 chiêu, có 1% hô hấp dừng lại, chỗ thiếu hụt này, bởi vì tốc độ quá nhanh, bằng hữu cùng nhau tu luyện cũng không biết, thậm chí thần linh hoàng cũng không có phát giác. Kẻ trước mắt này, đến cùng làm sao biết được, hơn nữa vừa vặn bắt lại thời gian ngắn ngủi này, một lần phá vỡ phòng ngự của mình. Người thua. Chẳng muốn trả lời đối phương, Trương Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, hai hàng lông mày bỗng nhiên dương lên. Ầm ầm. Trên thân kiếm ẩn chứa vô số kiếm khí lập tức nổ tung, Dục lão quỷ không chịu nổi, thân thể nổ tung. Xì xì xì. Đúng lúc này, một quyển sách bay tới, huyết nhục nổ tung lên lắc lư một cái, thôn phệ sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn lại,
ngay sau đó nhìn thấy Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã luyện hóa áo tơi, ôm quyền nhìn lại. Chúc mừng tiên tổ, có thể chém giết, là nhờ có ngươi. Trương Hoàng Thiên cười ha ha một tiếng, tâm cảnh thả lỏng, không thể kiên trì được nữa, té ngã trên đất. Mặc dù chém giết dục lão quỷ, hắn cũng đã dầu hết đèn tắt, lực lượng triệt để hao hết. Lão tổ, vội vàng đi tới trước mặt, thiên đạo chân khí của Trương Huyền tràn vào. Lại phát hiện vị cổ thánh trước mắt này thân thể giống như bao tải rách, không còn cách nào gánh chịu lực lượng chân khí. Điều đó không có khả năng. Trương Huyền luống cuống, vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược cấp 9, không cần tiền đưa vào trong miệng đối phương. Chương 3389, Trương Hoàng Thiên vẫn lạc 2. Thiên đạo chân khí của hắn, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí hoàn toàn có thể khởi tử hồi sinh, không có tác dụng gì, còn là lần đầu tiên gặp phải. Trương Hoàng Thiên là cổ thánh lão tổ cuối cùng của Trương gia, bất luận tính tình hay bản tính đều cực kỳ hợp ý, ngàn vạn lần không thể có sự tình. Ta đến xem. Nhan thanh cổ thánh bay tới, vịn Trương Hoàng Thiên ngồi dậy, ngón tay khoác lên mạch môn, nhìn phút chốc, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, lắc đầu. Hắn, tuổi thọ đã tới, hết cách xoay chuyển. Cái này sao có thể? Hắn ở trong các ngươi, tuổi tác rất nhỏ, làm sao lại tuổi thọ tới? Trương Huyền không tin. Vị tiên tổ này thiên tư chắc tuyệt, chừng 500 tuổi liền tu đến cổ thánh, mệnh danh siêu cấp cường giả thiên phú cao nhất lúc ấy, tuy sống 1 vạn năm, nhưng hầu như đều đang ngủ say, dựa theo tình huống bình thường, coi như tuổi thọ đến, cũng lâu hơn người khác rất nhiều. Làm sao có thể người khác không có việc gì, hắn không chịu nổi trước. Cùng thần Dung Hoàng đánh một trận, hắn liền tiêu hao 89/10 tinh huyết trong cơ thể, vì chém giết dục lão quỷ, càng là không giữ lại chút nào. Ta cũng không có biện pháp. Tuy đã sớm biết, bọn họ sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc, Nhan thanh cổ thánh vẫn lộ ra vẻ cô đơn, nhịn không được lắc đầu. Cổ thánh có thể đoạn chi nối tiếp, tích huyết trùng sinh, nhưng vẫn không ngăn cản nổi tuổi thọ đại nạn. Kỳ hạn tới, thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể hóa thành một nắm bụi bặm, mặc ngươi vương công tử tướng, mặc ngươi thăng đấu tiểu dân, đều tránh không khỏi. Giống như Trương Hoàng Thiên, tuy tuổi tác ở trong rất nhiều cổ thánh tương đối nhỏ. Nhưng mỗi lần chiến đấu đều không giữ lại chút nào, sinh cơ trong cơ thể đã sớm phá hủy. Nếu không phải 20 năm trước thay đổi huyết dịch, khả năng sớm đã tử vong. Có thể kiên trì lâu như vậy, thậm chí trải qua 2 trận chiến đấu, đã vượt qua tưởng tượng. Dương sư, ngươi không phải có khả năng thay đổi huyết dịch hư. Máu của ta, còn có thể dùng không? Trương Huyền vội vàng nhìn về phía Dương Huyền. Thấy hắn bộ dáng này, Dương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Sư huynh, máu của ngươi đã thay qua 1 lần, đối với hắn mà nói, không còn tác dụng. Nhưng, Trương Huyền còn muốn nói cái gì, nhưng bị Dương sư cắt đứt. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật, cổ thánh cũng không cách nào tránh khỏi, năm đó Trương gia 9 đại cổ thánh, tung hoành thiên địa, mạnh mẽ biết bao, mà bây giờ, toàn bộ biến thành bài vị, chỉ có thể hưởng thụ hậu nhân ngưỡng mộ. Trương Huyền nói không ra lời. Không cần bi thương. Trương Hoàng Thiên khôi phục chút tinh thần, nhìn thấy hắn bộ dáng này, mỉm cười, trong mắt mang theo yêu thương. Ta vẫn muốn kiên trì, là bởi vì Trương gia chỉ còn lại có ta một vị cổ thánh, một khi tử vong, cả gia tộc sẽ suy yếu. Hiện tại ngươi xuất hiện, nắm giữ trường đao cấp bậc cổ thánh, cùng đủ loại thủ đoạn, chân chính chém giết, so với ta cũng không yếu. Lại không có gì phải lo lắng. Ta, hốc mắt Trương Huyền đỏ lên. Có sinh thì có tử, sinh mệnh vô thường. Điểm ấy ta đã sớm biết. Kể từ khi biết giữa thiên địa không còn cổ thánh lực, ta quyết định ngủ say. Trương Hoàng Thiên cũng đã chết, kéo dài hơi tàn, chỉ là vì để tộc nhân, để nhân tộc đi càng xa mà thôi. Trương Hoàng Thiên nhìn lại. Hiện tại ta rốt cục có thể bỏ xuống trọng trách, không còn lo lắng, xem như giải thoát, còn có cái gì có thể thương tâm. Ngược lại là ngươi, mới kim thân cảnh đỉnh phong, liền gánh vác lên trách nhiệm thủ hộ gia tộc. So với ta càng thêm gian nan. Nói xong những lời này, cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể trôi đi mất, biết lại khó vãn hồi, Trương Hoàng Thiên quay đầu ngắm nhìn 4 phía, cười ha ha một tiếng. Được rồi, chư vị bằng hữu, chỉ mong đời sau còn có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trương Hoàng Thiên ta có chút lười biếng, cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, con mắt đóng lại. Chương 3390, Trương Huyền hôn mê 1. Hoàng Thiên cổ thánh. Nhìn thi thể trước mắt. Tất cả mọi người nói không ra lời, từng cái vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt là đám người danh sư đường, toàn bộ lặng im. Bọn họ cùng một chỗ chiến đấu,
duy trì 1 vạn năm, đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng chân chính đến, vẫn cảm thấy trong lòng có sự cảm thông. Cho dù cường đại như cổ thánh, vẫn chạy không khỏi thời gian pháp tắc. Lắc đầu, nhan thanh cổ thánh than thở. Cổ thánh không phải vượt qua thiên đạo sao? Làm sao sẽ còn bị thời gian ngăn cấm? Trương Huyền quay đầu. Cổ thánh là tồn tại vượt qua thiên đạo, đã như vậy, sao lại bị thời gian khống chế, tuổi thọ không do bản thân? Cổ thánh là vượt qua thiên đạo, nhưng vượt qua chỉ là bản thân lĩnh ngộ pháp tắc. Như Trương Hoàng Thiên, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo vượt qua thiên đạo, nhưng trên tuổi thọ vẫn không làm được. Ngạn thanh cổ thánh nói. Kiếm đạo, ý của ngươi là, chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc, có một bộ phận vượt qua thiên đạo, chẳng khác nào có thể đặt chân cổ thánh. Trương Huyền sửng sốt. Như thế nào đột phá cổ thánh, hắn nghe Hưng Kiếm Thánh nói qua, chỉ bất quá đối phương chỉ là đại thánh cấp, biết đều là tin đồn. Nhan thanh cổ thánh là cường giả chư tử cảnh đỉnh cao, biết khẳng định càng thêm chuẩn xác. Không sai, lĩnh ngộ pháp tắc đột phá thiên đạo, mới có thể thành tựu cổ thánh, nếu không cổ thánh làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này. Nhan thanh cổ thánh gật đầu. Trương gia không phải am hiểu thời gian ư, vì sao không dùng thời gian pháp tắc đột phá? Trương Huyền hỏi lần nữa. Trong huyết mạch Trương gia, đều ẩn chứa thời gian pháp tắc. Đã như vậy, trên khống chế thời gian, đột phá thiên đạo, có thể kéo dài tuổi thọ hay không? Nhảy ra thời gian ràng buộc. Thời gian pháp tắc, không chỉ chạy ở trên thế giới danh sư đại lục, vị trí cổ chiến trường của dị linh tộc, vị diện cao hơn của linh thần, cũng đồng dạng tồn tại. Người nhiều nhất chỉ lĩnh ngộ pháp tắc một thế giới, muốn vượt qua. Gần như không có khả năng làm được. Năm đó Khổng Sư cũng không có hoàn thành, huống chi hậu nhân. Nhan thanh cổ thánh cười khổ một tiếng. Thời gian là pháp tắc cơ sở nhất trong vũ trụ, dù thế giới sụp đổ, ngũ hành trầm luân, không gian không tồn tại, nó vẫn tồn tại như cũ. Đồ vật cường đại như thế, người khác sao dám tùy tiện lĩnh ngộ? Khổng Sư có thể lĩnh ngộ, cũng không có khả năng biến mất ở trong dòng sông lịch sử, cuối cùng không thấy tung tích. Cũng đúng. Trương Huyền giật mình. Hắn mượn lực lượng huyết mạch, là có thể điều động thời gian, thậm chí khống chế tốc độ phát sinh biến hóa, nhưng đối với bản chất thời gian mà nói, không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như muốn ở trong không gian gấp, bố trí tốc độ thời gian trôi qua khác biệt ngoại giới, liền không làm được. Thời gian pháp tắc quá khó, nếu ta có thể lĩnh ngộ, có lẽ vừa rồi liền có thể cứu Hoàng Thiên Tiên Tổ. Trong lòng than thở, suy tư nội dung lĩnh ngộ trong thời gian chân dài, đang trầm tư, đột nhiên trong đầu chấn động kịch liệt, thư viện giống như động đất, phát ra thanh âm nổ vang. Nguy rồi! Đồng tử co rụt. Trương Huyền cảm thấy mắt tối sầm, không dừng lại quá lâu, phù phù ngã trên mặt đất, ngất đi. Sư huynh, Dương Huyền vội vàng đi tới trước mặt. Hẳn là linh hồn nhận lấy một loại tổn thương nào đó. Nhìn một hồi, nhan thanh cổ thánh cũng nhíu mày. Cường giả đại thánh không có người đánh lén, không có công kích, vậy mà linh hồn bản thân lại bị tổn thương ngất đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta am hiểu linh hồn, ta đến xem. Cổ thánh tưởng ra đi tới trước mặt. Linh hồn lực lan ra, còn không có đi vào trong cơ thể Trương Huyền, thân thể không tự chủ được run rẩy, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch. Làm sao vậy? Nhìn thấy hắn như vậy, đám người đồng loạt nhìn tới. Linh hồn của hắn đang bị một loại lực lượng đặc thù bảo vệ, ta. Không cách nào dò xét. Tưởng ra cổ thánh siết chặt nắm đấm. Lực lượng đặc thù bảo vệ, lực lượng gì có thể ngăn tại ngươi ở bên ngoài? Chương 3391, Trương Huyền hôn mê 2. Nhan thanh cổ thánh không hiểu. Cổ thánh am hiểu linh hồn, dưới tình huống cùng cấp bậc, muốn dò xét hắn rất khó chống cự, đối phương rơi vào hôn mê, lực lượng gì có thể ngăn cản, còn chấn thương hắn. Là, thân thể tưởng ra cổ thánh cứng nhắc. Thiên đạo bảo vệ. Tất cả mọi người ngây người tại chỗ, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, khiếp sợ nói không ra lời. Một tiểu nhân vật cấp bậc đại thánh, lại có thiên đạo bảo vệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương sư, người thủ hộ hắn, có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta, ta cùng những người khác đi củng cố không gian bốn phía, mất đi xuân thu đại điển cùng khổng sư lạc ấn chân áp, toàn bộ khổng miếu đã lâm vào thời không loạn lưu, không nhanh chóng mang về, tất cả mọi người sẽ không cách nào rời đi. Liếc bầu trời một cái, phát hiện ngôi sao đã biến mất không thấy gì nữa, thần sắc trên mặt nhan thanh cổ thánh lo lắng nói. Vâng. Dương sư gật đầu. Nhan thanh cổ thánh không nhiều nói, mang theo cường giả còn lại xoay người rời đi.
Tuy Xuân Thu đại điển xuất thế, Khổng Miếu hư hại không ít, lại liên tiếp đại chiến, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là Khổng sư lưu lại di tích, không thể tổn hại. Sư huynh, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đám người rời đi, Dương sư lần nữa nhìn về phía Trương Huyền hôn mê, lộ ra lo âu nồng đậm. Không biết tình huống ngoại giới, thời khắc này Trương Huyền mê man, hình như ý thức bị tước đoạt ra thân thể. Nhược Hy, trước mắt phảng phất như xuất hiện thân ảnh nữ hài lần nữa, nhìn hắn, mang theo lo lắng nồng đậm, chính là Lạc Nhược Hy. Yên tâm, ta không sao. Trương Huyền vội vàng mở miệng. Chiếu cố bản thân thật tốt, nhất định phải đeo đồ vật ta đưa cho ngươi ở trên người, một khắc cũng không thể tách ra. Thanh âm nữ hài vang lên. Ngươi nói dây chuyền kia, ta sẽ một mực mang theo. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Trước khi đi vào Khổng Miếu, Lạc Nhược Hy từng chuyên môn đưa cho hắn một dây chuyền, nói là lúc trước phụ thân cho, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ hắn một mạng. Tuy cho rằng đối phương làm như vậy có chút quái lạ, nhưng vẫn cầm, hiện tại vẫn mang trên người. Vậy là tốt rồi, ta đi đây, trong thư viện nhiều ra đồ vật, là quà tặng ta đưa cho ngươi, cố gắng sử dụng, hy vọng chúng ta sớm ngày có thể gặp nhau. Nghe hắn một mực mang theo, thân thể mềm mại của Lạc Nhược Hy càng ngày càng mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Thư viện, ngươi biết ta có thư viện. Thân thể Trương Huyền cứng đờ. Thân có thư viện, là bí mật lớn nhất của hắn, ai cũng không có nói cho, vốn cho rằng Lạc Nhược Hy cũng không hiểu rõ tình hình, không nghĩ tới vậy mà biết. Gặp lại, Trương Huyền. Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không giải thích, ánh mắt lộ ra không bỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đừng đi. Trương Huyền la hét một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện lại là một giấc mộng. Lão sư, người đã tỉnh. Trương Huyền quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy Triệu Nhã, đám người Trịnh Dương đang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lộ ra lo lắng. Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng ở bên cạnh. Chúng ta đã rời Khổng Miếu. Nhìn hoàn cảnh bốn phía, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Chương 3392, tự sát ở danh sư đường 1. Đám người Triệu Nhã cùng hắn chung một chỗ từng tiến vào chủ điện, bởi vì không có thông qua khảo hạch, bị truyền tống ra ngoài, mặc dù không biết đi nơi nào, nhưng khẳng định không có nguy hiểm, nên không lo lắng. Còn Trịnh Dương, sau khi đi vào Khổng Miếu liền chưa thấy qua, nghe nói đạt được một loại gặp gỡ nào đó. Hiện tại đồng thời xuất hiện ở đây, nói rõ đã rời Khổng Miếu, đến địa phương khác. Chúng ta cùng rất nhiều danh sư đồng thời trở về, đến danh sư đường. Lão sư đã hôn mê 3 ngày. Vương Dĩnh đi tới trước mặt, tràn đầy lo lắng. Hôn mê 3 ngày. Trương Huyền sửng sốt một chút, vội vàng nhìn lại thư viện, lại phát hiện chỗ dựa lớn nhất đã đóng cửa, ngay cả hắn tạm thời còn không thể nào vào được. Hẳn là thăng cấp. Trước đó từng có trải qua, nên không khẩn trương. Lúc hôn mê, hắn đã biết nguyên nhân, là bởi vì thư viện thăng cấp, hiện tại hắn tỉnh lại, người sau giường như còn không có thăng cấp xong, muốn vào cũng vào không được. Biết tạm thời vẫn chưa thể dùng, Trương Huyền liền lười đi quản, quay đầu nhìn về phía đám người. Xem ra lần này hành trình Khổng Miếu, tất cả đều có cơ duyên không nhỏ. Trương Huyền không khỏi khen ngợi. Lúc này Trịnh Dương cùng đám người Triệu Nhã tương đồng, đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, lực lượng trong cơ thể dâng trào như sông, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá. Lộ Sung cũng giống vậy, không chỉ hồn lực vô biên vô tận, tu vi bản thân cũng tương đồng. Vương Dĩnh cũng đạt tới cảnh giới này. Náo loạn hồi lâu, mình làm sư phụ ngược lại tu vi thấp nhất. Suy nghĩ một chút cũng không khỏi tâm tắc. Quay đầu nhìn về phía đám người cha mẹ, con mắt rất nhanh sáng lên. Vốn lưu lại 2 bồ đề quả, định cho bọn họ sử dụng, để họ tăng lên tâm cảnh, vì đột phá cổ thánh tăng lên xác suất, không nghĩ tới 2 người này cũng không biết thu được cơ duyên gì, tâm cảnh đã đột phá. Nói cách khác, khoảng cách cổ thánh càng gần. Ta chỗ này có một bộ kiếm pháp hợp kích, các ngươi thử tu luyện một chút, có lẽ đối với các ngươi đột phá có chỗ trợ giúp. Chần chờ một chút, ngón tay điểm một cái, một đạo pháp quyết tu luyện truyền vào trong óc 2 người. Nhìn qua vô số thư tịch ở Thư Sơn, đối với kiếm pháp hợp kích của Hưng Mộng Kiếm Thánh, lần nữa có thay đổi, tuy cách vượt qua thiên đạo còn một đoạn, nhưng đã vô tận tới gần. Chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định có thể càng ngày càng mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày bước vào cảnh giới kia, tung hoành thiên hạ. Trịnh Dương, Vương Dĩnh, 2 cái bồ đề quả này, nghĩ biện pháp luyện hóa, nơi này còn có một bộ pháp quyết tu luyện tâm cảnh, cùng một chỗ cầm lấy đi, cố gắng tu luyện. Giao phó xong cha mẹ,
cuối cùng đưa hai cái bồ đề quả ra ngoài. Tâm cảnh của hắn đã đột phá cổ thánh, thứ này không còn tác dụng, giữ lại lãng phí, còn không bằng cho đệ tử mau chóng nghĩ biện pháp tấn cấp. Cái rễ cây này, là một trận tâm của Khổng Miếu, nắm giữ năng lực khải linh cực mạnh. Vương Dĩnh, người nghĩ biện pháp luyện hóa, đối với khải linh cảm ngộ sẽ càng sâu. Cây trường thương này, là ta chém giết một vị cường giả dị linh tộc lấy được, mặc dù không bằng long cốt thần thương, nhưng cũng là bảo vật đại thánh cao nhất, đối với ngươi sẽ có trợ giúp thật lớn. Mở ra rất nhiều trận tâm của chủ điện, bởi vì sớm đã luyện hóa, người khác không cách nào lấy đi, vừa rời chủ điện, liền toàn bộ bay tới, bị lần nữa thu vào nhẫn. Lộ Sung, đừng cho rằng vi sư bất công, linh hồn ngươi mạnh mẽ, tâm cảnh dễ dàng tăng lên, bồ đề quả đối với ngươi mà nói, hiệu quả không lớn, hiện tại ban tặng ngươi một cái hồn ấn, thứ này, có thể thôn phệ linh hồn, đối với lực lượng tiến hành bổ dưỡng, trong mọi người, tùy viên đào trải qua một lần cổ thánh kiếp. Nhưng muốn nói ai có thể cái thứ nhất đột phá loại cảnh giới này, chỉ sợ vẫn là ngươi. Hồn ấn đại biểu thân phận cao nhất phu hồn nhất tộc, đưa tới cho đối phương. Thứ này, có thể thôn phệ linh hồn, hóa thành lực lượng tinh thuần nhất, đối với phu hồn sư mà nói, tuyệt đối là bảo vật tốt nhất. So với bồ đề quả quan trọng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Băng hàn tinh thạch, mặc dù bây giờ đã không còn năng lực băng hàn, nhưng cùng Triệu Nhã cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. Trương Huyền đồng dạng ban cho nàng. Chương 3393, tự sát ở danh sư đường 2. Còn cá chép, ban cho Ngụy Như Yên. Năm đại vương giả ban cho Viên Đào. Còn có, đây là cổ thánh lực, vừa rồi ta dùng bí pháp không gian gấp phong ấn một ít, chia làm 8 phần, các ngươi một người một phần. Chia xong toàn bộ bảo vật, Trương Huyền đi vào Xuân Thu Đồ, quá một đoạn thời gian, vẻ mặt trở nên trắng bệch đi ra, cho mỗi người một bức tranh. Khổng sư có thể cắt chém một bộ phận thiên địa, bỏ vào thư họa, treo trên tường vạn năm không hủy, hiện tại hắn xem xong toàn bộ thư tịch liên quan tới thư họa sư, lĩnh ngộ thư họa cũng đạt tới tình trạng không kém gì đối phương, cắt chém không gian trong Xuân Thu Đồ cũng không khó. Có những bức họa này, coi như mình không ở bên người, bọn họ cũng có cơ hội đột phá. Huyền Nhi, người có phải có tâm sự gì hay không? Thấy Nhi tử vất vả ở Khổng Miếu lấy được bảo vật, toàn bộ phân ra cho mọi người. Mộng Kiếm Thánh nhịn không được nhìn qua, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Làm sao cảm giác giống như bàn giao hậu sự vậy? Trương gia, tuy không còn lão tổ, nhưng Dương Sư đã bắn tiếng, ai dám làm khó bọn họ, chính là đối nghịch hắn. Lại thêm vũ khí của Nhi Tử cũng đột phá cổ thánh, thực lực Viên Đào cũng không yếu, lúc này Trương gia trên thực tế so với thời điểm Trương Hoàng Thiên còn, càng thêm cường đại. Cũng không phải nói bọn họ tu vi cao, mà là cổ thánh của bọn họ không cần ngủ say. Có thể sống tự do hoạt động. Mới có lực uy hiếp càng lớn. Trương gia vững như thành đồng, lại là người thắng lớn nhất trong di tích Khổng Miếu lần này, hoàn toàn có thể chậm rãi củng cố tu vi, mau chóng đột phá, đến cùng chuyện gì để hắn phân bảo vật cho đám người như vậy. Không có gì. Trương Huyền cười cười, đứng dậy nhìn về phía mẹ. Hai ngày này danh sư đường có người tìm ta không? Danh sư đường Nhậm đường chủ nói ngươi tỉnh lại, liền đi tìm hắn. Hưng Kiếm Thánh nói, các ngươi đều ở chỗ này tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cổ thánh, ta đi qua một chuyến. Trương Huyền khoát tay áo, ra khỏi phòng. Lão sư, ta và ngươi cùng một chỗ. Nhìn ra thần thái của lão sư không đúng, Triệu Nhã nhịn không được đi theo. Ai cũng đừng theo tới. Trương Huyền bàn giao một câu. Hơn nữa, bất luận xảy ra chuyện gì, đều tuân theo danh sư đường quy định, ngàn vạn lần không thể gây rối. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mặc cho người sau xoay người rời đi. Thời điểm Lạc Nhược Hy hóa thân linh thần, cướp đi Xuân Thu Đại Điển, bọn họ đều đang tìm kiếm cơ duyên của mình, về sau lo lắng Trương Huyền tới nơi này, chuyện ngoại giới phát sinh, biết cũng không nhiều. Thời điểm kỳ lạ, đến cùng xảy ra chuyện gì, một âm thanh vang dội, dường như truyền thấu toàn bộ đại lục. Trương gia Trương Huyền tộc trưởng. Mang linh thần của dị linh tộc vào chủ điện, cướp đi Xuân Thu Đại Điển, tuy là vô tâm, nhưng cũng hủy cơ sở nhân tộc, thẹn với nhân tộc, đã tự sát ở danh sư đường, hậu nhân nhìn vào đây coi như dạy bảo, nhớ kỹ trách nhiệm của danh sư, làm việc nhìn rõ đúng sai, chớ nên một lần sai thiên cổ hận. Lão sư, Huyền Nhi, mọi người mới biết chuyện gì xảy ra, cũng kìm nén không được, bỗng nhiên xông ra ngoài. Chương 3394, gác chuông lời nói trong đêm 1. Danh sư đại lục, sóc bắc cảnh, tuyết trắng tung bay.
trong một gác chuông cũ nát, khách nhân đi đầy đường. Nơi này là trong 6 đại địa quật, vị trí băng hải, bình thường hiếm có người đến, có điều từ khi dị linh tộc đại quy mô rút quân, thành cứ điểm giao thông, mỗi ngày đều sẽ có vô số cường giả đến đây. Tuy trong lòng đất có huyết nguyệt treo cao, sát lục chi khí nồng đậm, nhưng cũng có thể sinh trưởng ra thực vật ở danh sư đại lục không cách nào mọc ra. Những vật này, bất luận là dược dụng hay xem như tài liệu vũ khí, đều cực kỳ chân quý. Trước đó chiến sự mãnh liệt, danh sư lo lắng, không ai dám tiến vào bên trong tìm kiếm, lại thêm danh sư đường phong tỏa nghiêm mật, không cho phép người bình thường ra vào, tự nhiên không có cơ hội buôn bán gì. Lúc này dị linh tộc rút lui, không ít thương nhân tu vi không kém, đã có thể du lịch trong đó, kèm theo những vật phẩm này được mang đi ra càng nhiều, một lần vang dội, đưa tới càng nhiều cường giả đến đây tìm kiếm. Lúc này, những người đợi trong gác chuông, chính là võ giả muốn tìm kiếm cơ duyên. Phía ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn, mỗi đến lúc này, địa quật đều sẽ tự động phong bế, muốn vào cũng vào không được, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi trời trong. Đúng vậy, địa quật băng tuyết nằm ở trong tuyết sơn, thời điểm bông tuyết tung bay, chính là thời khắc lạnh nhất, quả thực không có cách nào đi vào. Đã đi không được, đợi cũng nhàm chán, ai có sự tình mới mẻ gì, nói nghe một chút, để mọi người mở mang kiến thức. Ngô huynh, người mới từ tổng bộ danh sư đường tới, có nghe qua tin tức gì không? Nghe được xưng hô Ngô huynh, ánh mắt đám người đồng loạt tập trung ở trên người một trung niên. Người trung niên này mặc trường bào danh sư, ngực treo 7 ngôi sao chói lóa mắt, lại là một vị danh sư thất tinh, nhìn tu vi, đạt tới thánh vực tứ trọng, nguyên thần cảnh đỉnh phong, ở trong thất tinh cũng được cho khá cao. Thấy ánh mắt mọi người tập trung đến, Ngô huynh dừng lại một chút, nhìn quanh một vòng hỏi. Các ngươi có biết thế giới hiện nay, danh sư thiên tài nhất là ai không? Danh sư thiên tài nhất, hẳn là Phùng Tử Giật A. Ta nghe nói lão sư hắn tấn cấp cổ thánh, tu vi của hắn cũng trực tiếp tăng vọt, sớm đã đạt đến tình trạng khó mà ngước nhìn. Ta cảm thấy là Triệu Mặc Hiên, người này ta gặp qua một lần, thiên tài như yêu, đối với thứ gì, đều lĩnh ngộ cực nhanh, hơn nữa một học liền tinh, trí tuệ không tầm thường. Ta cho rằng là Tưởng Phi Phi, lớn lên đẹp đẽ không nói, đối với chức nghiệp thiên công càng đạt tới hóa cảnh. Ta nghe nói là, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mỗi người đều có thần tượng bản thân sùng bái. Bọn họ nói tới mỗi một cái tên, đều vang vọng đại lục, được thế nhân ngưỡng mộ. Chẳng lẽ các ngươi quên, Trương Huyền? Đột nhiên, một thanh âm từ trong đám người vang lên. Trương Huyền, nghe được cái tên này. Thanh âm vừa rồi thảo luận toàn bộ trầm mặc xuống. Thật sự hắn là danh sư thiên tài nhất, vài vạn năm đến nay, cũng chỉ có Khổng Sư có thể so sánh, nhưng thông đồng dị linh tộc linh thần, cướp đi Xuân Thu Đại Điển, để nhân tộc nằm ở bị động, chỉ điều này. Liền không xứng làm danh sư. Trong danh sư, không thể có bại hoại như vậy. Ta làm sao nghe nói, hắn cũng không phải thông đồng, mà là bị lừa, trước đó cũng không biết thân phận đối phương. Làm sư giả, cần chính trí. Chính thân, chính hành, chính đức, coi như không biết thân phận, sau khi biết, cũng nên cắt bảo đoạn nghĩa, mà hắn không có ngăn cản, càng không có đoạt lại đại điển, chỉ bằng vào điểm ấy, đã nói lên không phải danh sư hợp lệ. Loại người này, không đề cập tới cũng được. Nghe được cái tên này, mọi người thảo luận càng nhiều. Ha ha, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên, chấn toàn bộ gác chuông không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nghe được thanh âm, cực kỳ trung khí, lực lượng hung mãnh, đám người không chịu được đồng loạt nhìn sang. Ngay sau đó, nhìn thấy cười to chính là danh sư thất tinh Ngô huynh kia. Lúc này Ngô huynh, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, lại không còn vui vẻ như vừa rồi, đứng dậy, nhìn về phía đám người. Các ngươi nói, Trương sư không xứng làm danh sư, ai cho các ngươi lá gan nói như vậy? Chương 3395, gác chuông lời nói trong đêm 2. Chính mình cũng cho rằng có lỗi với nhân tộc, xấu hổ tự sát ở trước danh sư đường, chẳng lẽ không phải bởi vì không xứng với danh sư? Một trung niên trên mặt có sẹo khẽ nói. Khoảng cách Trương Huyền tự sát ở danh sư đường, đã qua 10 ngày, tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Không xứng. Ngô huynh híp mắt lại. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết, bây giờ chúng ta có thể nhẹ nhõm đi vào địa quật băng tuyết, là bởi vì cái gì không? Cái này... Không phải là bởi vì dị linh tộc lui binh sao? Người trung niên mặt sẹo nói. Những người khác cũng đồng thời gật đầu. Dị linh tộc lui binh, bọn họ mới có can đảm đi vào, nếu không đi vào một cái chết một cái,
ai cũng không phải rảnh rỗi, muốn đi tìm chết. Lui binh, ha ha. Ngô huynh cười nhạo. Vài vạn năm qua, địa quật băng tuyết, dị linh tộc lui binh không có hơn ngàn lần, cũng có hơn trăm lần, nhưng vì sao chưa từng để người bình thường tiếp cận qua? Cái này, trung niên mặt sẹo nói không ra lời. Hai bên giao chiến, vật tư cung cấp, nhân viên thương vong, đều là mấu chốt lui quân, dị linh tộc cũng rút lui qua nhiều lần, thế nhưng danh sư đường lại chưa bao giờ để người bình thường tiến vào, chẳng lẽ trong này còn có ý nghĩa khác gì? Ngô huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một người nhìn không được nữa hỏi. Một tháng trước, ta vừa vặn vâng mệnh đi tổng bộ danh sư đường làm việc, nghe được tin tức này. Ngô huynh rơi vào trong hồi ức. Dị linh tộc rút lui, nhưng tập kết hơn 10 vạn binh lực, đang chuẩn bị phản công. Hơn 10 vạn binh lực phản công. Đám người líu lưỡi. Dị linh tộc mạnh mẽ, bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhiều người như vậy một khi phản công, vô cùng có khả năng tạo thành phá hoại khó có thể tưởng tượng, danh sư đại lục cũng có thể thủ không được. Không đúng, đã tập kết nhiều lính như vậy, tại sao không có một điểm động tĩnh? Đám người lần nữa nhìn tới. Dị linh tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại không nghe nói qua, chuyện gì xảy ra. Còn Khổng Miếu, đó là sự tình giữa tổng bộ danh sư đường cùng các đại nhân vật, không có quan hệ gì tới bọn họ, quan tâm thật ra cũng không nhiều. Đương nhiên không có động tĩnh, là bởi vì có một vị danh sư, đơn thương độc mã xông vào hơn 10 vạn binh sĩ, chém giết toàn bộ. Trong ánh mắt Ngô huynh lộ ra vẻ kính trọng. Là hắn, phá hủy âm mưu của dị linh tộc, ép bọn họ tạm thời không còn dám tới. Là hắn chữa trị phong ấn, để địa quật biến thành tồn tại chúng ta có thể tùy ý thăm dò, mà không phải tu la địa ngục. Một người, giết hơn 10 vạn dị linh tộc. Nghe nói những dị linh tộc này, tu vi thấp nhất cũng đạt đến thánh vực tam trọng. Cái này sao có thể? Ngô huynh, người này đến cùng là ai? Mọi người kìm nén không được. Lần nữa nhìn lại, là người các ngươi nói không xứng làm danh sư. Ngô huynh siết chặt nắm đấm. Trương Huyền. Chương 3396, hắn là thiên nhận danh sư 1. Trương Huyền. Hắn. Tất cả mọi người nói không ra lời, từng cái bờ môi run rẩy, khó có thể tin. Sự tình Trương Huyền ở Khổng Miếu, cùng dị linh tộc linh thần quan hệ, bị người tận lực truyền bá, không đến 3 ngày, toàn bộ danh sư đại lục đều biết. Người người đều thống hận, hắn làm danh sư, không có cố hết trách nhiệm cùng nghĩa vụ, này mới khiến dị linh tộc thừa dịp. Bởi vậy lúc danh sư đường xét xử, không ít người cho rằng xử lý công bằng, tràn đầy vui vẻ. Chỉ là, nằm mơ cũng không nghĩ đến, hiện tại bốn phía Thái Bình, người người an cư lạc nghiệp, thậm chí có thể đi địa quật thám hiểm, đều là vị này làm ra cống hiến. Vì nhân tộc, cống hiến tất cả, kết quả lại bị nhân tộc ép tự sát. Lúc đó tâm tình của hắn nhất định cực kỳ tuyệt vọng. Trương sư tự sát, học sinh của hắn xông vào tổng bộ danh sư đường, tất cả danh sư cửu tinh đều đánh một lần, lại không một người dám đánh trả. Các ngươi biết tại sao không? Ngô huynh nhìn qua. Mọi người lắc đầu. Bởi vì bọn họ đều biết, không có trương sư, liền không có cục diện hiện tại, không có danh sư đại lục phồn vinh giàu mạnh. Ngô huynh siết chặt nắm đấm. Cái kia, ta có chút không rõ. Một trung niên nhìn không được nữa. Danh sư đường biết hắn cống hiến, chỉ cần cẩn thận giải thích, liền có thể loại bỏ hiểu lầm, vì sao nhất định ép hắn tự sát. Những người khác đồng loạt nhìn qua. Cống hiến lớn như vậy, giải thích ra ngoài, thông báo thiên hạ là được, tại sao nhất định bức tử người. Đoán không sai, hẳn là dị linh tộc trợ giúp, nghe nói lúc ấy thần tinh hoàng cùng thần linh hoàng đều ở Khổng Miếu, cuối cùng trốn. Hẳn là bọn họ tiết lộ tin tức ra ngoài. Ngô huynh lắc đầu. Tin tức nghe sai đồn bậy, xúi dục không ít danh sư, toàn bộ hội tụ ở tổng bộ, để hắn giao người ra. Tuy trương sư công lao cực lớn, nhưng mặc cho linh thần rời đi là sự thật, không cho phép từ chối, vì để cho rất nhiều danh sư không đối với danh sư đường mang khúc mắc trong lòng, không mất đi lòng tin, lúc này mới chủ động đoạn tuyệt, cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Cái này, thật là danh sư a. Tuân thủ lòng tin, không sợ hy sinh, loại tinh thần này. Hắn tự sát. Thiên hạ có bàn giao, dị linh tộc liền không còn lý do cùng lấy cớ tiến hành xúi dục, danh sư đường cũng có thời gian thở dốc, lần nữa chỉnh hợp, tìm ra gian tế ẩn giấu ở đại lục. Có thể nói, làm như vậy, có thể khiến nhân tộc càng tốt hơn, phát triển nhanh chóng hơn, chỉ là hy sinh quá lớn, đối với hắn quá không công bằng. Đúng vậy, nhân loại nợ hắn một cái công đạo.
lúc này mọi người mới chợt hiểu. Đây là nhân tính, trương sư là danh sư, vì lẽ đó người người liền lấy tiêu chuẩn cao hơn yêu cầu đối đãi. Một khi xuất hiện một điểm sai lầm, dù là tì vết rất nhỏ bé, đều sẽ bị phóng đại vô tận. Có phải danh sư đường xa đọa hay không? Loại người này, làm sao có tư cách làm danh sư? Thật tình không biết, danh sư cũng là người, cũng có thất tình lục dục, không có khả năng vẫn luôn đúng, vẫn luôn tuân theo nhân nghĩa đạo đức. Danh sư biến thành tiêu chuẩn cho mọi người soi xét, nhưng lại mang đến cho bọn hắn cái gì? Một người tốt, làm vô số chuyện tốt, không nhìn thấy, cảm thấy là đương nhiên, nhưng một chuyện xấu, rất nhiều người sẽ nói, nhìn đi, bản tính lòi ra, bản tính hắn rất xấu, còn một kẻ xấu, làm đủ trò xấu, thỉnh thoảng làm một chuyện tốt, liền sẽ có người nói, bản tính hắn cũng không xấu. Trương sư gặp phải chính là cái này. Cùng dị linh tộc linh thần yêu nhau, hơn nữa mặc cho đối phương cướp đi xuân thu đại điển. Chỉ điều này, bất kể như thế nào, cũng sẽ trở thành vết nhơ cùng chỉ trích lớn nhất, không cách nào rửa sạch. Còn có, người yêu đột nhiên biến thành dị linh tộc, hơn nữa là linh thần cao cao tại thượng, tâm lý không chịu nổi. Khả năng này cũng là nguyên nhân trương sư tuyệt vọng tự sát. Cũng mặc kệ nói thế nào, vị thiên tài chói mắt này, là chân chính chết đi. Đúng vậy, tuy trương sư trẻ tuổi, lại làm ra cống hiến mà vô số danh sư không làm được, ta cả đời lấy hắn làm thần tượng, nguyện ý lấy sinh mệnh ngôn truyền sự tích của hắn, cả đời không quên. Ngô huynh gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Ta trước đó không biết, còn tưởng rằng hắn phản bội nhân tộc, giờ phút này đã biết, tự nhiên cũng sẽ làm như vậy, tuyệt không cho phép thanh danh hắn dính vết nhơ. Thêm ta một cái. Chương 3397, hắn là thiên nhận danh sư 2. Trong gác chuông, tất cả mọi người vẻ mặt kiên định. Nếu là người tốt, vậy thì dù bỏ mình, cũng không thể bị làm nhục. Tổng bộ danh sư đường. Dương sư, ta không hiểu, tại sao trương sư muốn làm như thế. Thậm chí ngay cả bản thân giải thích cũng không làm. Nhậm Thanh Viễn đứng ở trước Dương sư, tràn đầy không hiểu. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng giải thích là có thể giải quyết sự tình, sao cuối cùng nháo đến tình trạng tự sát. Ta cùng Hưng Mộng Kiếm Thánh hỏi thăm qua chuyện này, bọn họ nói cho ta biết, sư huynh từng ung dung luyện hóa huyết dịch của Hoàng Thiên Cổ Thánh. Dương sư nói, luyện hóa huyết dịch của Hoàng Thiên Cổ Thánh. Đối phương không có trả lời hắn, ngược lại nói như vậy, vẻ mặt Nhậm Thanh Viễn nghi hoặc. Hoàng Thiên Cổ Thánh là cường giả tích huyết trùng sinh. Dương sư nói, tích huyết trùng sinh, luyện hóa máu của hắn, chẳng lẽ. Đồng tử của Nhậm Thanh Viễn co rụt lại. Giống như rõ ràng cái gì, thân thể cứng đờ. Không sai. Dương sư cũng không giải thích, nói. Sư huynh tự sát ở danh sư đường, đối với nhân loại là một loại bàn giao, chỉ sợ là có mục đích khác, nhưng cụ thể là gì, ta tài hèn học ít, không nghĩ ra được. Nói như vậy, trương sư chưa chết. Mặt mũi kích động, Nhậm Thanh Viễn siết chặt nắm đấm. Còn tưởng rằng đối phương thật qua đời, đã luyện hóa cổ thánh huyết tu vi tích huyết trùng sinh, muốn chết. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Chuyện này, không nên truyền ra ngoài. Thấy hắn kích động, Dương sư bàn giao. Yên tâm. Nhậm Thanh Viễn vội vàng gật đầu. Ừm. Dương sư gật đầu, không nói nhiều nữa, đợi Nhậm Thanh Viễn đi rồi, thân thể xoay một cái, đi tới một không gian gấp đặc thù. Trong không gian này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới rõ ràng khác biệt, càng thêm chậm chạp, dường như bên ngoài qua 10 ngày, nơi này mới qua một ngày. Ngươi đã đến. Thấy hắn đi vào, một vị cổ thánh danh sư đường từ trong ngủ mê tỉnh táo, chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó lại có mấy vị cổ thánh bay tới. Chính là trong khổng miếu chiến đấu còn thừa lại mấy cái, nhan thanh cổ thánh thế mà cũng ở trong đó. Ngươi lần trước nói, có chuyện muốn nói cho chúng ta biết, đến cùng là chuyện gì. Nhan thanh cổ thánh nhìn lại. Dương sư từng nói qua, có một số việc không tiện nói tỉ mỉ, bây giờ ở nơi này, tuyệt đối cơ mật. Đã có thể kỹ càng thảo luận. Ta là muốn nói cho các ngươi thân phận chân chính của trương sư. Dương sư khom người thi lễ một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Thân phận chân chính. Đám người đồng thời nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải danh sư ư, còn có thân phận gì? Không sai. Dương sư gật đầu. Thật ra thì, hắn không chỉ là danh sư, còn là một vị thiên nhận danh sư. Chương 3398, cùng Dung Hoàng đi địa quật 1. Thiên nhận danh sư.
đám người Nhan Thanh cổ thánh đều cảm thấy yết hầu phát khô, tràn đầy khó tin. Ngươi nói là, thiên nhận danh sư giống như Khổng sư. Không trách bọn họ không tin, từ Khổng sư đến nay, thiên hạ đã sớm không có thiên nhận danh sư, vị Trương Huyền này lại là. Đúng vậy. Dương sư gật đầu. Thiên địa cũng công nhận danh sư. Nhưng hắn, đám người Nhan Thanh cổ thánh run rẩy, nói không ra lời. Đường đường vài vạn năm mới xuất hiện một vị thiên nhận danh sư, tầm quan trọng so với Xuân Thu Đại Điển mạnh hơn quá nhiều, lại bị bọn họ ép tự sát. Nếu như có thể lại làm lựa chọn, tình nguyện chết là bản thân. Một người, diệt đi 11 vạn cường giả dị linh tộc, dạy dỗ học sinh, mỗi một cái đều cường đại như vậy. Ta sớm nên nghĩ tới. Nhan Thanh cổ thánh nói không ra lời. Sớm biết hắn là thiên nhận danh sư, chắc chắn sẽ không ép hắn, cho danh sư đường một câu trả lời, mà bây giờ. Nói cái gì cũng đã trễ. May mắn hắn không chết, chỉ là, hắn đi nơi nào. Cũng biết Trương Huyền luyện hóa huyết dịch của Trương Hoàng Thiên, muốn chết không dễ dàng như vậy, Nhan Thanh cổ thánh tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Ta cũng không biết. Dương sư lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sau khi sư huynh tự sát, hắn muốn đi cứu người, lại phát hiện thi thể hư không tiêu thất, lại tìm không đến tung tích. Cụ thể đến nơi nào, đã biến thành một bí ẩn. Nắm chặt thời gian phái người đi tìm, sự tình thiên nhận danh sư, tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ, trừ khi hắn đạt đến cổ thánh. Dừng lại một chút, Nhan Thanh cổ thánh nói. Đến cổ thánh, mới có năng lực tự vệ chân chính, nếu không, dị linh tộc biết, tuyệt đối sẽ so với nhân tộc đạt được Xuân Thu Đại Điển càng kinh hoàng. Phái cổ thánh tới ám sát cũng rất có thể. Dương sư gật đầu. Điểm ấy hắn đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không giấu tin tức ở trong lòng. Chỉ cần đạt tới cổ thánh, nói ra thân phận thiên nhận danh sư, tất cả hiểu lầm đều sẽ giải quyết. Một vị danh sư nói. Bởi vì thần linh hoàng, thần tinh hoàng tuyên truyền, hiện tại nhân tộc đối với Trương Huyền thành kiến rất lớn, chỉ khi nào rõ ràng thân phận, những cái này sẽ lập tức tan thành mây khói, lại không nửa phần vết nhơ. Ông trời cũng công nhận danh sư, ai dám nói hắn không xứng làm danh sư. Cũng chỉ có thể như vậy. Dương sư than thở. Người trong gác chuông lòng đầy căm phẫn, tất cả đều tự nguyện về sau vì Trương Huyền chính danh, lại không chú ý trong góc, hai bóng người nghiêng dựa vào tường đổ. Là một thanh niên cùng một đồng tử. Vẻ mặt đồng tử hơi trắng bệch, dường như bị thương rất nặng. Nghe mọi người đối thoại vào trong tai, thanh niên mỉm cười lắc đầu, không lẫn vào đám người. Mà quay đầu nhìn về phía đồng tử bên cạnh, mang theo quan tâm. Ngươi thế nào? Thiếu gia yên tâm, tạm thời còn chưa chết được. Đồng tử lắc đầu, mắt sáng lên. Hẳn có thể kiên trì đến thời điểm tìm được hai phản đồ kia. Vị đồng tử này chính là một thần, cũng chính là thần Dung Hoàng. Bị Tinh Hoàng, Linh Hoàng chủ tính, cùng đám người Nhan Thanh cổ thánh đại chiến một hồi, lại thêm bị hai người này đánh lén, cho dù nhân tộc tha cho hắn không giết. Cũng đã sớm đạt đến mức đèn cạn dầu. Chương 3399, cùng Dung Hoàng đi địa quật 2. Nếu không phải một lòng muốn tự tay giết kẻ thù, khẳng định đã sớm không kiên trì nổi. Vậy là tốt rồi. Nghe hắn còn có thể kiên trì, thanh niên đối diện gật đầu. Thiếu gia ngươi thì sao? Thần Dung Hoàng cũng có chút lo lắng. Tu vi không có đạt tới tích huyết trùng sinh, cưỡng ép phá hoại thân thể, tuy tính mạng không lo. Lại gặp phải phá hoại cực lớn, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Thiếu gia trong miệng hắn, đương nhiên là Trương Huyền. Cường giả tích huyết trùng sinh, bị chém giết cũng cần một đoạn thời gian cùng lực lượng mới có thể khôi phục, đối phương mới kim thần cảnh, cưỡng ép làm như vậy, bị tổn thương càng lớn. Nghỉ ngơi 10 ngày, vẫn hết sức yếu ớt, hiện tại khả năng ngay cả thánh vực nhất trọng cũng không là đối thủ, có điều thương thế đã không sai biệt lắm sắp khôi phục, chỉ cần triệt để khôi phục, thực lực sẽ quay về. Trương Huyền cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, tích huyết trùng sinh di chứng lớn như vậy. Bất quá nắm giữ thiên đạo công pháp và vô số linh khí, chỉ cần thương thế tốt, khôi phục lại thực lực vô cùng đơn giản. Thần Dung Hoàng không nói thêm nữa, gật gật đầu. 11 vạn binh sĩ bị vị trước mắt này chém giết, đều là của thần Tinh Hoàng cùng thần Linh Hoàng, cùng hắn không có liên quan quá nhiều, lại thêm đối phương là người tiểu thư vừa ý, càng là ân nhân cứu mạng hắn, tuy có chủng tộc cách xa. Nhưng không có oán hận quá lớn. Vẫn cam nguyện nghe theo dặn dò. Người xác định tế đàn của dị linh tộc có thể câu thông linh thần. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua. Tự sát ở danh sư đường, cũng không phải là không dám đối mặt sự tình gì,
mà là hắn muốn nhân cơ hội giải quyết dị linh tộc uy hiếp, thuận tiện tìm kiếm tung tích của Lạc Nhược Hy. Vì lẽ đó thay đổi dung mạo, thân thể vừa mới khôi phục một ít, liền để thần Dung Hoàng dẫn đường, đến nơi này. Ta chính là cùng linh thần câu thông như vậy. Thần Dung Hoàng gật đầu. Linh thần đã trở lại thế giới của mình, muốn câu thông, chỉ có thể thông qua tế tự đặc thù, mà cái này cần tế đàn càng lớn cùng đặc thù, trở lại dị linh tộc mới có thể thực hiện. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn hỏi rõ ràng, Lạc Nhược Hy đến cùng ở nơi nào, sau đó lại đi tìm nàng. Đã như vậy, dị linh tộc thành địa phương nhất định phải đi. Bất quá, thiếu gia, loại tế tự cỡ lớn này, nhất định phải có rất nhiều tộc nhân phối hợp, thậm chí còn cần cổ thánh. Ta hiện tại sợ thần linh hoàng, thần tinh hoàng đã tuyên bố tin tức cái chết của ta, hơn nữa bố trí xuống thiên la địa võng. Thần Dung Hoàng lộ ra lo lắng. Đổi lại thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không sợ hãi bất kỳ tình huống gì, nhưng bây giờ. Một khi bị người vây công, thật chỉ có một con đường chết. Đi một bước nhìn một bước đi. Trương Huyền lắc đầu. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Tin tưởng lấy năng lực ngụy trang của hai người, chỉ cần không chủ động biểu lộ thân phận, lẫn vào dị linh hoàng thất cũng không khó khăn. Chư vị, gió tuyết ngừng. Bây giờ chúng ta liền tiến vào địa quật băng tuyết, chư vị có cùng chúng ta đi không? Tại hạ Ngô Khoáng, nguyên thần cảnh đỉnh phong, đi theo đằng sau ta, có thể bảo đảm an toàn. Thời điểm hai người nói chuyện phiếm, Ngô Huynh trong đám người lần nữa đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Trong mọi người, thực lực của hắn mạnh nhất, địa quật băng tuyết không còn dị linh tộc uy hiếp, nguyên thần cảnh đỉnh phong, quả thực có thể bảo hộ rất nhiều người an toàn. Trương Huyền nhìn ra phía ngoài. Phát hiện gió tuyết quả nhiên đã ngừng, hàn khí xuyên thấu qua gác chuông cũ nát, thổi quần áo đám người bay phất phới. Ta nguyện ý! Ta nguyện ý! Mười mấy người đồng thời đứng dậy, từng cái con mắt sáng lên. Đi theo đối phương cùng một chỗ thám hiểm, an toàn chỉ ít có thể được bảo đảm. Chúng ta vậy nguyện ý! Hai người Trương Huyền đứng lên. Chương 3400, Phong Diệp Lan 1. Các ngươi! Ngô Khoáng nhíu mày! Mặc dù hiện tại địa quật không còn quân đội dị linh tộc, nhưng vẫn có không ít dị linh tộc sống sót trong đó, đã là thám hiểm, khẳng định sẽ có nguy hiểm, đồng đội quá yếu, đối với thực lực tổng hợp, đồng dạng có ảnh hưởng rất lớn. Hai vị trước mắt này, đồng tử không cần phải nói, khuôn mặt trắng bệch, vừa nhìn liền biết bị trọng thương, thanh niên cũng ôm yếu, nhìn thực lực ngay cả thánh vực cũng không đạt tới, mang theo hai người này, tuyệt đối là vướng víu. Không biết các ngươi như vậy, vì sao muốn vào địa quật? Chẳng qua ta vẫn khuyên bảo một câu, tốt nhất đừng cầm tính mạng nói đùa. Dừng lại một chút, Ngô Khoáng khuyên can. Ngô sư có ý tốt, chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta có mục đích cần đi vào địa quật, chúng ta chỉ đi theo sau lưng các ngươi vào là được, còn nguy hiểm, bản thân gánh chịu, chắc chắn sẽ không liên lụy chư vị. Trương Huyền cười khổ một tiếng, nói. Đường đường nhân tộc đệ nhất thiên tài, kim thân cảnh đại viên mãn, lại bị một thánh vực tứ trọng khinh bỉ. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tâm tắc. Vậy là tốt rồi. Ngô Khoáng không nói thêm nữa. Sống chết có bản thân quyết định, khuyên cũng đã khuyên, đối phương còn muốn kiên trì, thật gặp phải nguy hiểm, cũng không thể trách nhóm người mình khoanh tay đứng nhìn. Dù sao ai cũng không có nghĩa vụ phải đi cứu người. Không biết sống chết, khẳng định là chưa ăn qua thiệt thòi, không biết cái gì là nguy hiểm. Những người khác thấy hai người này muốn qua, tất cả đều lộ ra khinh thường. Thực lực ngay cả thánh vực cũng không có, không phi hành được, thật gặp được nguy hiểm, năng lực chạy trốn cũng không có, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Không nói thêm lời, đám người đi ra gác chuông cũ nát, đi về kiến trúc phía trước, mới đi mấy bước, mấy vị chiến sư xuất hiện, ngăn lại đường đi. Danh sư thất tinh Ngô Khoáng, đây là văn kiện thông hành của ta. Ngô Khoáng đi tới trước mặt. Một vị chiến sư nhận lấy văn kiện thông hành, cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới gật đầu. Đi vào đi, chỉ có 3 ngày, 3 ngày nhất định phải trở về. Yên tâm. Ngô Khoáng cười cười, mang theo đám người đi vào. Tuy địa quật mở ra, để danh sư cùng tu luyện giả bình thường đi vào, nhưng còn cần sớm chuẩn bị văn kiện thông hành, nếu không tu vi ngay cả thánh vực cũng không đến, liền tiến vào trong đó, sẽ khó mà khống chế. Lối vào địa quật liền phong ấn ở trong kiến trúc, đám người đi một hồi, thuận lợi đi vào. Giống như trước đó, huyết nguyệt treo cao. Toàn bộ thế giới tràn đầy sát lục chi khí. Chư vị lần đầu tiên đi vào nơi này, cần điều chỉnh một đoạn thời gian,
nếu không rất dễ dàng bị sát lục chi khí xâm nhập tinh thần, hình thành tâm ma. Đi tới một chỗ trống, Ngô Khoáng cũng không tiếp tục đi tới, mà bàn giao nói. Sát lục chi khí cực kỳ đáng sợ, tu luyện giả tâm cảnh không đủ, rất dễ dàng bị xâm nhập, tạo thành thương tổn không thể khôi phục. Những người này lần đầu tiên đi vào, coi như tu vi không kém, cũng cần điều chỉnh một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục đi sâu. Chúng ta thấy mọi người muốn nghỉ ngơi tại chỗ, một thần nhìn qua. Tuy bọn họ bị thương, tu vi không có khôi phục, nhưng sát lục chi khí loại trình độ này, không đáng kể chút nào, không cần thiết bồi tiếp mọi người chậm trễ thời gian. Đừng có gấp, hiện tại trạng thái của người ta, coi như lo lắng trở về, cũng không có biện pháp gì, không bằng vừa đi vừa khôi phục thực lực, chí ít nơi này coi như an toàn. Trương Huyền nói, thần Dung Hoàng từ nhỏ sinh tồn ở trong hoàn cảnh huyết nguyệt, ở đây khôi phục so với danh sư đại lục nhanh hơn nhiều. Một thần gật đầu, loại trạng thái này, lo lắng xông tới, làm không cẩn thận sẽ còn rơi vào cạm bẫy của đối phương ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, còn không bằng đi được tới đâu hay tới đó. Đám người không nói chuyện, riêng phần mình thích ứng sát lục chi khí, Trương Huyền thì tinh thần đi vào không gian gấp, bên trong dự trữ bảo vật linh khí, điều lấy ra, lặng lẽ rót vào huyệt đạo, chui vào trong cơ thể, rèn luyện thiên đạo chân khí. Chương 3401, Phong Diệp Lan 2. Tích huyết trùng sinh, là có thể bảo đảm người sẽ không chết, nhưng chém giết một lần, liền sẽ tiêu hao tuổi thọ rất lớn, nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù thực lực của Trương Hoàng Thiên cực mạnh, cuối cùng vẫn sẽ vẫn lạc. Trương Huyền tự sát ở danh sư đường, thứ nhất đối với nhân tộc có cái bàn giao, thứ hai, cũng có thể thần không biết quỷ không hay đi vào dị linh tộc, không đến mức bị phát hiện, càng thêm tùy cơ ứng biến. Cô, linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể, kèm theo chân khí càng ngày càng mạnh mẽ, thực lực cũng khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh thì đến thánh vực, tiếp lấy nhất trọng, nhị trọng. Không đến nửa canh giờ, liền khôi phục đến tam trọng. Xa, đang cố gắng khôi phục, thanh âm liên tiếp vang vọng bên tai, Trương Huyền mở mắt, nhìn lại nơi xa. Ngột thần cũng nhăn mày lại. Là cái gì? Đối với hoàn cảnh của dị linh tộc, Trương Huyền hiểu rõ không nhiều, đành phải truyền âm hỏi thăm. Là Phong Diệp Lang, dựa vào thôn vệ lực lượng huyết nguyệt mạnh lên, Lang Vương nắm giữ thực lực thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, cực kỳ hung tàn. Ngột thần nói. Phong Diệp Lang. Trương Huyền gật đầu. Dị linh tộc ở cổ chiến trường, tuy hoàn cảnh tồi tệ, nhưng cũng có vô số linh thú cùng cây cối, Phong Diệp Lang gì kia, chưa từng nghe qua, nhưng có thể để cho thần Dung Hoàng nói hung tàn, thì nhất định sẽ không đơn giản. Mọi người cẩn thận, hình như có đồ vật gì đó tới. Bên này truyền âm, bên kia Ngô Khoáng dường như cũng phát hiện, kinh hô một tiếng, vội vàng đứng lên. Rầm, tiếng nói mới vừa kết thúc, chỉ thấy 7-8 con sói đã phong tỏa bốn phía, vây quanh mọi người ở trong đó. Những con sói này, toàn thân màu xám, chỉ có trên trán có một túm bạch mao, như là lá phong. Số lượng không nhiều, lại từng cái mang theo khí tức hung mãnh, để đám người sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Không cần chống cự, ngoan ngoãn làm lương thực của chúng ta. Có thể cho các ngươi một cái thoải mái. Một tiếng quát lạnh vang lên, ngay sau đó đằng sau đàn sói, một lang vương toàn thân trắng như tuyết đi ra, hai mắt ửng hồng. Thực lực xuất khiếu cảnh. Đồng tử Ngô Khoáng co rụt lại, thân thể cứng ngắc. Những người khác vẻ mặt cũng trắng bệch. Không nghĩ tới vận khí đen đủi như vậy. Vốn nghĩ đi vào nơi này, tìm được dược liệu bảo vật thích hợp, liền xoay người rời đi, kiếm một món hời, nằm mơ cũng không ngờ, vừa mới đi vào, ngay cả sát lục chi khí cũng không có thích ứng, liền gặp thánh thú cường đại như vậy. Phong Diệp Lang ở dưới sát lục chi khí hun đúc, bản thân càng thêm hung tàn hơn danh sư cùng cấp bậc, hiện tại lại xuất hiện Lang Vương. Chẳng lẽ vừa mới đi tới, liền phải chết ở đây? Chuẩn bị kỹ càng ác chiến. Hít sâu một hơi, híp mắt lại, Ngô Khoáng khẽ đảo cổ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đột nhiên nâng lên, đi đầu đâm tới Lang Vương. Hiện tại cơ hội sống sót duy nhất, chính là nghĩ biện pháp đánh giết hắn, tên này vừa chết, Phong Diệp Lang khác liền không đáng sợ. Ngao ô, thấy nhân loại này, vừa ra tay liền đối phó bản thân, Lang Vương cười lạnh. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt nồng đậm, móng vuốt nâng lên vỗ một cái. Rầm. Sát lục chi khí tuôn ra, một mùi máu tanh hung mãnh càn quét, Ngô Khoáng còn không có phản ứng lại, liền bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Danh sư thất tinh đỉnh phong, vậy mà không phải đối thủ.
Chương 3402, một câu trách địch một. Những người khác tất cả đều run lẩy bẩy, từng cái trên mặt tràn đầy vẻ hối hận. Một mực nghe nói, địa quật khắp nơi có bảo vật, chỉ cần đi vào, vận khí không quá nát, đều có thể kiếm lời lớn, đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, làm sao cũng không nghĩ đến, mới đi không tới nửa canh giờ, liền gặp đàn sói lợi hại như vậy, ngay cả Ngô sư mạnh nhất trong bọn họ, cũng một chiêu tan tác. Hắn cũng không phải đối thủ, nhóm người mình nên làm gì? Đồng loạt ra tay, nếu không thật sự phải chết ở chỗ này. Một lão giả cắn chặt hàm răng, lấy ra một cây trường mâu, chân khí tràn vào, lực lượng mũi thương phun ra nuốt vào, tựa như trường xà. Tu vi của hắn chỉ là thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh sơ kỳ, lại có thể thi triển ra khí mang, đổi lại bình thường, nhất định có thể đổi lấy gieo hò, để cho người ta kinh thán không thôi, mà bây giờ, ở trong mắt đàn sói, buồn cười giống như hài đồng. Phần phật. Một con phong diệp lang di động, không cần lang vương ra tay, sói bình thường hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, liền nuốt mất mâu mang, đồng thời móng vuốt phun một cái, máu tươi phun mạnh, ngực vị lão giả này liền xuất hiện lỗ hổng khổng lồ. La công. Thấy hắn bị thương, một trung niên bên cạnh hắn kìm nén không được, rút ra vũ khí vọt tới, những người khác không dám thất lễ, tất cả đều đồng loạt xông lên, từng cái thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Thình thịch bành. Thanh âm phá bao tải vang lên. Đám người xông tới lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra, từng cái rơi trên mặt đất, mặt đầy cho bụi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thực lực chênh lệch quá lớn, lại chưa quen thuộc hoàn cảnh huyết nguyệt bao phủ xuống, mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nhìn thấy người bản thân dẫn dắt không chịu được một đòn như thế, Ngô Khoáng lộ ra tuyệt vọng. Sớm biết, chỉ có một người đến đây, chỉ ít mục tiêu nhỏ một ít, cũng có thể tùy cơ ứng biến, trực tiếp rời đi. Hiện tại tốt rồi. Chỉ sợ sẽ vẫn lạc ở đây, không có khả năng đào tẩu. Đang nghĩ ngợi, những đàn sói này nên làm gì đối phó bản thân, con mắt thoáng nhìn, ngay sau đó nhìn thấy hai người trước đó không nguyện ý mang, vẫn ngồi tại nguyên chỗ, chưa hề động một cái. Giống như không phát hiện đàn sói tới vậy. Bọn họ vừa định nổi giận, ngay sau đó than thở một tiếng. Quên đi, loại thực lực này, xông lại cũng vô dụng. Một cái ôm yếu. Một cái ngay cả thánh vực cũng không có đạt tới. Hắn là danh sư thất tinh đỉnh phong cũng chống lại không được phong diệp lang, coi như bọn họ động thủ, thì có ích lợi gì. Danh sư nhân loại, trong cơ thể lực lượng tinh thuần, ăn đại bổ, cái này để lại cho ta, cái khác các ngươi xử lý. Thấy mọi người đã không còn sức phản kháng, lang vương hừ lạnh, cất bước đi về phía Ngô Khoáng. Bất luận đối với dị linh tộc hay thánh thú sinh hoạt trong đó, chân khí tinh thuần trong cơ thể danh sư đều là đại bổ. Không nghĩ tới Ngô Khoáng ta lại chết ở chỗ này. Thấy lang vương càng đi càng gần, biết tai kiếp khó thoát, ánh mắt Ngô Khoáng lộ ra một tia bi ai. Còn tưởng rằng đi vào địa quật, dựa vào thân phận danh sư thất tinh đỉnh phong, có thể có đất dụng võ, nằm mộng cũng nghĩ không ra, còn chưa kịp ra tay, đã triệt để kết thúc. Thầm nghĩ, trong cơ thể lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng, muốn cùng lang vương đồng quy vu tận, đột nhiên mặt lay động, một thanh âm trầm muộn từ dưới đất phát ra. Không biết từ đâu vang lên, chấn nhiếp linh hồn mỗi người. Cút, ầm ầm, thanh âm mang theo âm lãnh, dường như gió lốc bao phủ, phong diệp lang vương cùng con sói khác, lông tơ dựng lên, kìm lòng không được lui về sau mấy chục bước, thân thể to lớn không ngừng run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một tiếng quát khẽ, vậy mà để bọn chúng đồng thời bị thương. Trong mắt mang theo kinh hoàng, lang vương vội vàng nhìn bốn phía. Huyết nguyệt bao phủ, bốn phía mênh mông. Không có nửa cái bóng người, gió nhẹ thổi, trên người bay lên một hơi khí lạnh. Vừa rồi thanh âm kia, tuy âm u, lại cho nó một loại cảm giác đâm vào linh hồn, dường như thực có can đảm động thủ, sẽ bị trực tiếp chém giết, thần tiên khó cứu. Đi! Chương 3403, một câu trách địch hai. Biết vị cao thủ này, chẳng biết lúc nào sẽ ra tay, lang vương không ngừng run rẩy, cuối cùng không dám ra tay với đám người Ngô Khoáng, kẹp lấy đuôi xoay người bỏ chạy. Vài danh sư nhân loại mà thôi, coi như chất thịt ngon, cũng không đáng giá bằng cái mạng nhỏ của mình. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Thấy đàn sói rời đi, Ngô Khoáng cùng đám người nhìn nhau, mỗi người từ trên mặt lộ ra biểu lộ sống sót sau tai nạn, đồng loạt đứng dậy, quỳ rạp xuống đất. Mặc dù không biết vị tiền bối này ở nơi nào, nhưng có thể mượn mặt đất truyền âm, hẳn có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn, nghe được bọn họ cảm kích. Cảm kích hồi lâu, cũng không phát hiện có người xuất hiện. Giống như vị tiền bối vừa rồi kia, căn bản không tồn tại.
Ngô sư, làm sao bây giờ? Thấy không có người trả lời, La Công nhìn lại. Cao nhân làm việc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, nếu không muốn thấy chúng ta, thì nắm chặt thời gian rời đi đi. Trầm tư một chút, Ngô Khoáng nói. Hắn chuyên môn cảm kích, đối phương cũng không xuất hiện, nói rõ không nguyện ý lộ diện, cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì. Có sự tình đàn sói, mọi người biết nơi này nguy cơ, không dám tiếp tục chờ lâu, đồng loạt đi thẳng về phía trước. Đi gần nửa canh giờ, không gặp lại nguy cơ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ta biết một chỗ có dược liệu, chúng ta nhanh đi, đạt được liền về, nếu không thật sự đến không một hồi. Trầm tư một chút, Ngô sư nói. Đã đi tới nơi này, cũng không thể bởi vì sợ hãi nguy cơ liền lùi bước. Thật muốn trực tiếp rời đi, không chỉ cái gì cũng không chiếm được, giống như binh sĩ không đánh mà chạy, đối với tâm cảnh cùng tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mọi người gật đầu. Trước khi xuất phát, ta muốn nói hai câu. Một vị trung niên đi ra. Đám người đồng loạt nhìn tới. Vừa rồi nguy cơ, hai vị này không nhúc nhích, mảy may cống hiến cũng không có, đi tìm dược liệu, ta đề nghị không dẫn bọn hắn. Trung niên nhân hừ lạnh, chỉ Trương Huyền cùng một thần. Hai người này thời điểm đàn sói tới, ngồi dưới đất giả chết, một chút cống hiến cũng không có. Hiện tại muốn đi tìm dược liệu, lại còn đi theo, ra mặt thật là không phải dày bình thường. Không sai, không thể dẫn bọn hắn. Cái gì cũng không làm, mang theo cũng là vướng víu. Lại có mấy người đồng thời gật đầu. Bọn họ là tới mạo hiểm, trong đội ngũ càng mạnh càng tốt, hai người kia, cái gì cũng không làm, còn muốn đi theo nhà bột mì, chẳng lẽ thật muốn chờ đạt được dược liệu, phân cho bọn họ một bộ phận. Nghe được lời của mọi người, Ngô Khoáng cau mày, nhìn về phía hai người. Các ngươi có lời gì muốn nói không? Không phải là không muốn mang, mà là hai người này vừa rồi gặp phải đàn sói biểu hiện, thực sự quá kém. Ta không lời nào để nói. Ngô Thần vừa định nói, Trương Huyền khoát tay áo. Vậy còn không mau cút. Trung niên vừa rồi quát lạnh. Chư vị bảo trọng. Không được đám người ưa thích, Trương Huyền lắc đầu, ôm quyền, vừa định rời đi, liền cảm thấy trên bầu trời có khí thức cường đại bỗng nhiên áp bức đến, ngay sau đó trên không một con kền kền to lớn chậm rãi bay thấp. Chương 3404, thư viện thăng cấp xong 1. Giống như Phong Diệp Lang Vương, là thánh vực ngũ trọng, hai mắt đỏ như máu, mang theo yêu dị, toàn thân lông dẹp, cứng rắn như sắt, treo ở trên người như một thánh khí trung phẩm, đòn công kích bình thường, đừng nói đánh giết, ngay cả phòng ngự cũng không phá nổi. Là kền kền mắt đỏ. Lần này muốn xong. Không nghĩ tới vừa mới trốn khỏi Lang Vương vây chặt, liền gặp cái này, đám người Ngô Khoáng không có công phu khó xử Trương Huyền và Ngột Thần, từng cái khuôn mặt trắng bệch. Kền kền mắt đỏ, danh khí còn lớn hơn Phong Diệp Lang Vương, cũng không phải thực lực mạnh, mà là lúc giết người, không phải trực tiếp chém giết, mà là ngược sát. Nói cách khác, rõ ràng có thể một cái đánh giết, lại để đối thủ bị thương khắp nơi, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết, cực kỳ hung tàn. Nguyên nhân chính là như vậy, lại thêm có thể phi hành, tới lui như gió, đám người tình nguyện gặp phải 10 con lang vương, cũng không nguyện ý gặp phải kẻ này. Ở dưới lang vương vây chặt, vận khí tốt, có lẽ còn có thể chạy trốn, mà tên này, đừng nói chạy trốn, rời đi một bước cũng khó khăn. Liều chết đi. Siết chặt nắm đấm, Ngô Khoáng cắn răng. Thật đúng là xuất sư bất lợi, người khác đi vào, đều là hữu kinh vô hiểm, thắng lợi trở về, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mới tiến vào chưa tới một canh giờ, đã gặp phải hai nhóm thánh thú mạnh mẽ. Mọi người đồng loạt lấy ra vũ khí, mỗi người bày thế trận chờ quân địch. Kền kền mắt đỏ dường như nhìn ra đám người khẩn trương, trong ánh mắt đỏ tươi lộ ra một tia giễu cợt, cánh khổng lồ bỗng nhiên đập mạnh, mặt đất phảng phất như lập tức cuốn lên cuồng phong, vô số đá lập tức bị bao phủ, như đạn pháo bắn tới. Đinh 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 đinh, đá va chạm, đám người đều cảm thấy gan bàn tay run lên. Trường kiếm trong tay tùy thời rời tay bay đi. Liên tục lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tùy tiện phẩy cánh, uy lực lại lớn như vậy, để cho người ta khó mà chống lại, thật muốn xông lại, bọn họ khẳng định không phải đối thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra là thật tai kiếp khó thoát. Ngô Khoáng tràn đầy buồn bã. Trước một lần, có tiền bối cứu tính mạng, lần này khẳng định không có vận khí tốt như vậy, đối phương luôn không có khả năng rảnh rỗi. Một mực đi theo sau lưng nhóm người mình. Cùng lắm thì tự bảo, cũng không thể để đối phương lăng nhục. Biết kền kền mắt đỏ ưa thích để cho người ta thừa nhận đau khổ mà chết, hít sâu một hơi,
Ngô Khoáng đang định tự bạo, giữ lại tôn nghiêm, ngay sau đó chỉ nhìn thấy hai gia hỏa trước đó một mực xuất công không xuất lực, từ trong đám người đi ra. Kền Kền hung tàn nhìn thấy hai người, một mặt tức giận đang muốn động thủ, thanh niên đi ra thân ảnh lấp lóe, đi tới trước mặt, một cước đá vào trên mặt. Bành! Đầu Kền Kền cắm trên mặt đất, ở trên mặt đất vạch ra một cái rãnh sâu hóm. Đùng đùng! Sau đó thanh niên một hồi quyền đấm cước đá. Một lát sau, Kền Kền lần nữa đứng dậy, trong hai mắt đỏ như máu, đã không còn hung ác, mà là ôn nhu. Thời điểm đối phó Phong Diệp Lang Vương, tu vi mới khôi phục đến thánh vực tam trọng, chưa hẳn có thể là đối thủ, chỉ có thể dựa vào linh hồn lực dọa đi, mà một chút thời gian này, đã khôi phục lại thánh vực tứ trọng, lại ra tay, đã trở nên hết sức dễ dàng. Đi thôi. Hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm lời, thanh niên cùng đồng tử ốm yếu rơi vào trên lưng thú, lúc này mới xoay người nhìn về phía đám người. Chúng ta còn có việc, cáo từ, có duyên gặp lại. Tiếng nói kết thúc, Kền Kền mắt đỏ vỗ cánh, chậm rãi bay lên, thời gian nháy mắt biến mất ở chân trời, mất đi tung tích. Hắn mạnh như vậy. Vừa rồi ta còn muốn đuổi hắn đi. Tất cả mọi người yết hầu phát khô, từng cái trong mắt dại ra. Trước đó vẫn cảm thấy hai người kia cản trở, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại có thực lực cường đại như vậy. Thánh thú thánh vực ngũ trọng, bị đánh một hồi, trực tiếp thuần phục. Phần năng lực này, quả thực nghe rợn cả người. Chương 3405, thư viện thăng cấp xong 2. Vừa rồi đuổi Lang Vương đi, hẳn là bọn họ. Ngô Khoáng đột nhiên mở miệng. Đám người nói không ra lời. Thật ra thì thanh niên vừa ra tay, bọn họ liền nghĩ minh bạch. Trừ hắn thì ai nữa? Cứu bọn họ một mạng, vậy mà không biết tốt xấu, còn muốn đuổi người ta đi. Quả thực phong ân phụ nghĩa. Trong nháy mắt tràn đầy hối hận. Ngươi chỉ huy phương hướng, ta tiếp tục tu luyện. Không đi quản ý nghĩ trong lòng mọi người, Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên lưng thú, dặn dò một câu. Việc cấp bách, đương nhiên là khôi phục thực lực. Một thần gật đầu, điều khiển Kền Kền quyết định phương hướng, nhanh chóng phi hành. 10 ngày sau, Kền Kền mệt ngồi phịch ở trên mặt đất, Trương Huyền lại thuần phục một thánh thú thánh vực cửu trọng, tiếp tục đi tới. Lại qua 5 ngày, thuần phục một thánh thú tu vi đại thánh nhị trọng. Rốt cục triệt để khôi phục. Sau 5 ngày, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng mênh mông, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, khoảng cách tự sát ở danh sư đường đã qua 1 tháng, trải qua vô số bảo vật cùng thiên đạo công pháp duy trì, rốt cục lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí lực lượng mơ hồ, càng thêm cường đại. Hiện tại thư viện vẫn không có mở ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh thần khẽ động, thần thức đi tới trước mặt thư viện, phát hiện nơi này cửa đóng chặt, lông mày nhìn không được nhăn lại. Trước kia thư viện cũng tăng cấp, nhưng dài nhất 3 ngày liền kết thúc, lần này hơn 1 tháng, lại còn không cách nào mở ra, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Trước mặc kệ, vừa vặn thư viện đóng chặt, không bằng nhân cơ hội xung kích đại thánh tam trọng, tâm huyết lai triều. Nghiên cứu một hồi, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, Trương Huyền không suy nghĩ, mà mắt sáng lên. Trước đó tích lũy đã sớm đầy đủ, chỉ bởi thư viện thân là thiên đạo, không cho phép hắn xung kích tâm huyết lai triều, hiện tại cửa đóng lại, vừa vặn có thể thử một chút. Nhắm mắt lại, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một giọt cổ thánh huyết. Hắn tích lũy thực sự quá hùng hậu, dược vật bình thường đối với tăng thực lực lên hiệu quả đã không rõ ràng, cũng chỉ có thứ này, mới có thể để cho hắn nhanh chóng tiến bộ. Lần này lấy ra, chỉ là huyết dịch cổ thánh nhất trọng, ngón tay điểm một cái. Huyết khí dọc theo huyệt đạo toàn thân tràn vào trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng tinh thuần, hít sâu một hơi, lại không chần chờ. Ầm ầm, lực lượng kim thân cảnh đại viên mãn, lập tức sôi trào lên, chân khí mạnh mẽ xung kích cảnh giới cao hơn. Mặc dù cấp bậc đại thánh không có công pháp đối ứng, nhưng đã trải qua núi sách, biển học, lý giải tu luyện sớm đã sâu tận xương tủy, cảnh giới tâm huyết lai chiều càng trì hoãn không biết bao nhiêu lần, xe nhẹ đường quen, quen không thể lại quen. Tất cả nước chảy thành sông, không đến 10 phút, liền cảm thấy trong đan điền như bom nổ, lần nữa khuếch trương, đã phá tan kim thân cảnh, đạt đến cảnh giới tâm huyết lai triều. Đi vào loại cảnh giới này, tựa hồ đối với xung quanh càng thêm mẫn cảm, đối với thiên cơ từ nơi sâu xa cũng có nhận thức. Biết cẩn thận cảm ngộ thiên cơ, sẽ dẫn tới thư viện phản phệ, Trương Huyền không dám quá phận thử nghiệm, lần nữa lấy ra một giọt cổ thánh huyết, tiếp tục nuốt. Tâm huyết lai triều sơ kỳ. Tâm huyết lai triều trung kỳ. Tâm huyết lai triều hậu kỳ. Sau 2 canh giờ,
liền đạt đến tâm huyết lai triều đại viên mãn. Điều chỉnh một chút, tốt nhất có thể mau chóng xung kích đại thánh đệ tứ trọng bất hủ cảnh. Con mắt Trương Huyền sáng lên, đang muốn tiếp tục lấy ra cổ thánh huyết, tiếp tục tu luyện, đột nhiên cảm thấy trong đầu lay động, thư viện trước đó đóng chặt chậm rãi xuất hiện một cái khe. Thư viện đóng lại hơn một tháng, vậy mà ở sau khi hắn đột phá tâm huyết lai triều đại viên mãn, thăng cấp xong xuôi. Chương 3406, Xuân Thu Đại Điển. 1. Kẹt kẹt. Kèm theo thời gian trôi qua, khe hở càng lúc càng lớn, Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vội vàng chui vào. Duy trì hơn một tháng thăng cấp, hắn thật muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra dạng biến hóa gì. Đập vào mi mắt, vẫn như cũ là vô số giá sách cùng thư tịch, che khuất bầu trời, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Thời điểm mới vừa đạt được thư viện, nơi này chỉ là chút sách hư ảo, mà bây giờ, đã bị sách chân thực lấp đầy, rực rỡ muôn màu, không biết bao nhiêu. Cùng nhau đi tới, thời gian hơn một năm, nhìn qua sách, tuyệt đối được xưng tụng đại lục đệ nhất nhân, lại không người có thể trên hắn. Nhất là ở trong núi sách, mặc dù thời gian không dài, nhìn thư tịch lại bao gồm tất cả kiến thức cùng biến thiên từ xưa đến nay, để cả người hắn bất luận tâm cảnh hay trí tuệ, đều có tăng lên trên diện rộng. Nơi này nhiều hơn một cầu thang. Dọc theo thư viện đi vào trong, đi tới không xa, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Trước đó thư viện, tuy thoạt nhìn cao vút, nhưng chỉ có một tầng, mà bây giờ, vậy mà xuất hiện cầu thang, chẳng lẽ mặt trên còn có. Bàn chân đạp đi lên cầu thang, mới đi một bước, kìm lòng không được lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đây là giả. Vẻ mặt Trương Huyền trở nên khó coi. Trước mắt xuất hiện bộ cầu thang này, vậy mà giống như thư tịch trước đó, là hư ảo, đừng nói đi lên, đụng chạm cũng đụng chạm không đến. Trước đó không có, bây giờ lại nhiều ra một cầu thang hư ảo, làm cái gì? Chẳng lẽ giống như thư tịch trước đó, cần gặp phải cầu thang chân chính, mới có thể bổ sung hoàn chỉnh? Trương Huyền âm thầm phỏng đoán. Mới vừa đạt được thư viện, thư tịch chính là như vậy, thấy được bắt không, là về sau nhìn không biết bao nhiêu sách, mới bổ sung hoàn chỉnh, chẳng lẽ cái cầu thang này cũng tương đồng? Chỉ là, đọc sách hắn có kinh nghiệm, cầu thang làm sao bổ sung? Mặc kệ, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm cái gì, Trương Huyền lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước, một lát sau lần nữa ngừng lại. Không chỉ xuất hiện một cái cầu thang, dường như kết cấu bên trong cũng có biến hóa, chẳng biết lúc nào, chỗ sâu trong thư viện xuất hiện một gian phòng yên tĩnh. Từ bên ngoài thoạt nhìn, giống như một bản thư tịch to lớn. Phòng đọc, lần nữa lộ ra nghi ngờ. Thư viện bình thường, đều có địa phương đọc sách, trước đó nơi này không có, cũng không nghĩ nhiều, chẳng lẽ lần này sau khi thăng cấp, có loại vị trí này. Có thể vào xem sách hay không, lại so với ngoại giới càng nhanh hơn một ít. Đẩy cửa đi vào. Cánh cửa này không giống cầu thang, có thể ung dung đẩy ra, vừa tiến vào trong, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, vậy mà khác ngoại giới. Lấy hắn lý giải thời gian pháp tắc, có thể tùy tiện cảm ngộ ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là, 1 giờ 10, nắm đấm Trương Huyền siết chặt. Tốc độ thời gian trôi qua 1 giờ 10, nói cách khác, ở đây tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Bất quá nếu như chỉ là ý thức đi vào, nhiều nhất có thể rèn luyện võ kỹ, đối với tu luyện không có trợ giúp quá lớn. Sau khi hưng phấn, Trương Huyền cũng rõ ràng thiếu sót. Chương 3407, Xuân Thu Đại Điển. 2. Thư viện chỉ có thể ý niệm tiến vào, cùng huyết trì của Trương gia có chút tương tự, nhiều nhất rèn luyện tinh thần, cùng lý giải võ kỹ, công pháp, đối với tu vi trên thực tế không có trợ giúp quá lớn. Thiên đạo công pháp, tu luyện vốn không phức tạp, coi như tăng thêm gấp 10 lần, đối với hắn mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Một canh giờ tăng lên một cấp bậc, cùng 12 phút tăng lên một cấp. Khác biệt rất lớn sao? Dường như thật không tính là gì. Dù sao một canh giờ thời gian, là không cảm thấy quá lãng phí. Trương Huyền lắc đầu, đang cảm giác chức năng này cực kỳ gân gà, tinh thần đột nhiên động một cái, cảm thấy chân khí trong cơ thể, vậy mà kèm theo ý niệm của hắn, bắt đầu vận chuyển. Không đúng, ở đây, ta có thể điều động lực lượng trong cơ thể, dựa theo tốc độ thời gian nơi này trôi qua tiến hành tu luyện, nói cách khác. Tuy bản thể không cách nào đi vào, lại đồng dạng nắm giữ tốc độ tu luyện tăng thêm gấp 10 lần. Con mắt Trương Huyền sáng lên, tràn đầy kích động. Còn tưởng thứ này chỉ là gân gà, không nghĩ tới cường đại như thế. Tự sát ở danh sư đường,
khôi phục thực lực, hắn hao tốn trọn một tháng thời gian, có thứ này, 3 ngày liền có thể triệt để khôi phục. Bình thường đứt ngón tay, cụt tay, đoán chừng 1-2 cái hô hấp liền có thể khôi phục lại. Như vậy, không chỉ tốc độ tu luyện tăng tốc, tốc độ khôi phục cũng sẽ gia tăng thật lớn, lại không sợ bị thương. Nắm giữ thiên đạo công pháp, tiến bộ khẳng định không chậm, chỉ khi nào làm bị thương căn bản, khôi phục mới chậm. Giống như lần này, hao tốn trọn 1 tháng thời gian, nếu có người nhân cơ hội giết tới, cũng chưa chắc có thể chống lại. Mà bây giờ, có gian phòng này, giải quyết triệt để. Thời gian gấp 10 lần, có thể lượng biến dẫn tới chất biến, để hắn tiến lên cao hơn. Không chỉ như vậy, tại đây tu luyện, tư duy càng thêm rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác thân ở khổng miếu. Trương Huyền mỉm cười. Ở trong phòng một hồi, cảm giác dường như có vô số văn vận tràn vào trong đầu, để tư duy của hắn càng thêm rõ ràng, cả người sảng khoái tinh thần, ý niệm thông suốt. Tại chỗ củng cố tu vi một hồi, cảm thấy tâm huyết lai chiều cảnh triệt để củng cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến bất hủ cảnh. Lần thăng cấp này, khó trách thời gian dài, so với trước kia quả thực ra sức hơn nhiều. Mặc kệ cầu thang hay gian phòng này, đều tương đương với ở trong thư viện gia nhập nguyên tố mới. Đẩy cửa ra khỏi phòng, ý niệm đang muốn quay về bản thể, đột nhiên Trương Huyền sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là thư tịch, có thể sửa đổi thời gian, sẽ không phải là Xuân Thu Đại Điển chứ. Xuân Thu Đại Điển bị Lạc Nhược Hy luyện hóa, điểm ấy hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi đối phương rời đi, hắn liền lâm vào hôn mê, thư viện bắt đầu thăng cấp. Xuân Thu Đại Điển, nắm giữ năng lực sửa đổi thời gian, điểm ấy danh sư đỉnh phong của danh sư đại lục, người người đều biết, thư viện đột nhiên cũng xuất hiện loại năng lực này, để hắn không khỏi lộ ra nghi ngờ. Vội vàng nhìn lại gian phòng trước mắt. Cùng thư tịch giống nhau như đúc, vừa rồi không có chú ý, giờ phút này cẩn thận nhìn, quả nhiên giống Xuân Thu Đại Điển y hệt. Mặc dù không có tiếp xúc qua Đại Điển, nhưng thời điểm xuất hiện, lại chuyên môn liếc mắt nhìn qua, mang đến cho hắn một cảm giác cùng gian phòng này không khác chút nào, chỉ bất quá. Người sau giống như bệnh liệt dương, không có khí tức nồng đậm mà thôi. Chẳng lẽ, nàng đặt Xuân Thu Đại Điển ở nơi này, lúc này mới dẫn phát thư viện thăng cấp. Nắm đấm siết chặt, khắp khuôn mặt Trương Huyền là khó tin. Lạc Nhược Hy biết thư viện tồn tại, hắn là ở cuối cùng mới biết, đã chấn kinh tột đỉnh, chẳng lẽ còn có thể để Xuân Thu Đại Điển vào trong đó, để cả hai tương dung, hình thành một gian phòng như vậy. Thật hay giả? Nếu thực như thế, nàng đến cùng là người nào? Lại cùng thiên đạo thư viện có quan hệ gì? Trong nháy mắt, trong đầu Trương Huyền tràn đầy hoảng hốt, cả người ngây dại. Chương 3408, gặp lại Lưu Dương, 1. Vẻ mặt hốt hoảng, Trương Huyền nhớ lại cảnh tượng cùng Lạc Nhược Hy mới vừa gặp mặt. Liếc thấy, liền tim đập thình thịch, giống như đã từng quen biết, tràn đầy thân thiết, từ đó rơi vào trong bể tình không cách nào tự kiềm chế. Sau đó trong sơn động, thi triển thư viện muốn tiến hành dò xét nàng, kết quả mới hơi sử dụng, liền lâm vào hôn mê. Về sau ở Hồng Viễn danh sư học viện gặp phải, lần nữa sử dụng thư viện, đồng dạng hôn mê, thư viện cũng hoàn thành 2 lần tấn cấp. Liên tục trải qua 2 lần, biết đối phương không thể dùng thư viện dò xét, cho là diễn hư thể, sau đó không đi sử dụng nữa. Trước đó, không dám suy nghĩ những thứ này, lúc này đột nhiên cảm thấy. Hình như không có đơn giản như vậy. Lạc Thất Thất có diễn hư thể, hắn dò xét qua, có thể kiểm tra. Vì sao hết lần này tới lần khác Lạc Nhược Hy không chỉ không thể nhìn, sẽ còn để hắn rơi vào hôn mê, thư viện thăng cấp. Còn có loại cảm giác thân thiết. Thời điểm nàng rời đi, ta nắm tay của nàng, cảm thấy một dòng nước nóng tràn vào trong cơ thể, lúc ấy cũng không để ý, chẳng lẽ. Lúc này nàng đã để Xuân Thu Đại Điển vào trong đầu của ta. Một cái ý nghĩ xông ra. Lạc Nhược Hy ở trước khi hắn xé rách không gian biến mất, lúc ấy vì cứu đối phương, vọt tới. Muốn bắt lại, lại không làm được, sau khi đối phương biến mất, vận dụng thư viện mà rơi vào hôn mê. Chẳng lẽ chính là khi đó, đối phương đưa Xuân Thu Đại Điển vào thư viện? Nàng là linh thần, đi tới danh sư đại lục, chính là vì Xuân Thu Đại Điển, tại sao lại đưa thứ này cho ta? Đối phương có thân phận linh thần, đã xác định không thể nghi ngờ, mục đích tới nơi này, chính là vì Xuân Thu Đại Điển, đã như vậy. Vì sao lại để vào trong thư viện? Hơn nữa, xem uy lực của Xuân Thu Đại Điển, giống như là bị giảm bớt. Lại làm được bằng cách nào? Trương Huyền tâm loạn như ma. Trước đó, đối phương một mực không nói thân phận, nói là vì tốt cho hắn,
ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu, mà bây giờ, lại cho rằng đối phương khả năng không có nói dối. Dính dáng Thiên Đạo Thư Viện, dính dáng Xuân Thu Đại Điển. Tương đương với liên lụy đến thiên cơ, cái gọi là thiên cơ bất khả lộ. Có lẽ làm như vậy, quả thực có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nhất định phải tìm được nàng. Những nghi ngờ này, tất cả đều chôn ở đáy lòng, Trương Huyền thở ra một hơi. Muốn biết đáp án, chỉ có thể tìm được đối phương, mà bây giờ thực lực của hắn, thực sự quá thấp. Muốn tìm đối phương, ít nhất phải thành tựu cổ thánh, nắm giữ năng lực phá toái hư không mới được, nếu không, chỉ có thể đợi ở danh sư đại lục, mãi mãi không cách nào rời đi. Ý niệm trở lại thân thể, tâm cảnh vận chuyển, Trương Huyền dần dần khôi phục lý trí. Tâm cảnh đạt tới cổ thánh, tin tức lại rung động cũng không đủ để hắn động dung. Thiếu gia, sắp đến vương thành linh tộc rồi, chúng ta không thể bay thẳng đi qua như vậy, nếu không dưới tình huống không rõ thế cuộc, rất dễ dàng bị phát hiện. Thấy hắn tu luyện hoàn tất, một thần quay đầu nhìn qua. Trương Huyền lên tiếng. Hiện tại bọn họ ngồi chính là thánh thú tu vi đại thánh nhị trọng, loại cường giả này, bay thẳng vào vương thành tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý, không bằng hạ xuống ở lân cận. Dựa vào năng lực ngụy trang trên người bọn họ, hẳn là sẽ không dẫn tới phiền phức. Lại phi hành thời gian không dài, quả nhiên thấy vương thành đứng sừng sững ở trước mắt, khởi động thánh thú rơi xuống, thay đổi dung mạo, để cho người ta nhìn không ra, lúc này mới đi bộ về phía trước. Một thần, đúng, người đánh một quyền cho ta xem một chút. Đi một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, Trương Huyền nói. Đánh một quyền. Một thần sửng sốt một chút, không do dự, đánh ra một quyền. Chương 3409, gặp lại Lưu Dương 2. Thân thể của hắn bị thương, không cách nào thi triển toàn lực, dù vậy không khí trước mắt vẫn phát ra tiếng nổ, xuất hiện một vết rách đen kịt. Không để ý tới không gian biến hóa, Trương Huyền thì híp mắt lại, tràn đầy khiếp sợ. Làm cho đối phương đánh quyền tự nhiên không phải rãnh rỗi, mà là muốn kiểm tra hiệu quả sau khi thư viện tấn cấp, lúc này vừa nhìn, quả nhiên xuất hiện biến hóa. Trước đó, muốn xem cổ thánh thiếu hụt, cần tiếp xúc tinh huyết của đối phương, chỉ bằng vào thi triển võ kỹ, là không cách nào dò xét, mà bây giờ. Đối phương đánh một quyền, trong đầu lập tức nhiều hơn thư tịch, kỹ càng giới thiệu thiếu sót của thần Dung Hoàng, thậm chí một chút thiếu sót đơn giản, còn có phương pháp giải quyết. Trước kia, thư viện không thể quan sát cổ thánh, hơn nữa không có phương pháp giải quyết. Hiện tại xuất hiện, hiệu quả tấn cấp quá tốt. Cổ thánh cũng có thể dò xét. Nói cách khác, về sau cổ thánh ở trước mặt hắn, cũng không còn là bí mật, còn có gì có thể sợ. Vẻ mặt Trương Huyền ửng hồng, tràn đầy kích động. Vốn cho rằng, trong đầu nhiều ra một gian phòng gấp 10 lần thời gian, liền đủ nghịch thiên, nắm giữ chỗ tốt to lớn, không nghĩ tới còn có biến hóa như thế. Thiếu sót có phương pháp giải quyết cùng thủ đoạn nhằm vào, coi như tu vi kém cổ thánh, một khi vận dụng tốt, cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Thiếu gia, thấy biểu lộ hắn kỳ lạ, một thần tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Không có gì. Sự tình thư viện không thể nói nhiều, Trương Huyền lắc đầu, nhìn qua. Hiện tại nội thành thế cuộc không rõ, chúng ta nên làm cái gì? Trực tiếp đi vào tìm người hỏi thăm, hay người có bố trí khác? Vị trước mắt này, thoạt nhìn là đồng tử, trên thực tế là dị linh tộc thần Dung Hoàng, hùng tài vĩ lược, sống không biết bao nhiêu năm, dám trở về, khẳng định sớm đã có so đo. Bẩm báo thiếu gia, ta quãng thời gian trước đi lại ở danh sư đại lục, thu một truyền nhân, tâm tính cùng thiên phú đều rất tốt, càng đối với ta trung thành một lòng, trước khi đến đã liên hệ đối phương, chúng ta ở đây chờ phút chốc, hắn hẳn là rất nhanh liền đi ra, thông qua hắn, có thể biết tình huống nội thành. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp làm ra đối sách. Một thần nói, cũng tốt. Trương Huyền gật đầu. Nếu là truyền nhân, hẳn có thể tin tưởng. Không biết tình huống nội thành, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có biết tin tức xác thật, mới có thể làm ra phương án nhắm vào. Lại đi một hồi, đi tới địa phương ước định, hai người không tiến lên, chờ đại khái nửa canh giờ, quả nhiên thấy một dị linh tộc cao lớn từ nội thành đi ra. Dị linh tộc này toàn thân đen thui, đi tới trước mặt, lập tức khom người. Bái kiến bệ hạ. Một thần gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, phong cấm bốn phía. Không có bị người phát giác chứ? Ta lặng lẽ đến, không có người phát giác. Dị linh tộc ôm quyền. Vậy là tốt rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thiếu gia của ta, về sau nếu như ta có gì bất chắc, nhất định phải nghe theo phân phó của hắn. Nghe được không bị theo dõi,
một thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ Trương Huyền giải thích nói. Vâng. Nghe được Đường Đường thần Dung Hoàng, dị linh tộc đệ nhất nhân, lại còn có thiếu gia, dị linh tộc sửng sốt một chút, vội vàng nhìn về phía thanh niên trước mắt, nhìn không được sững sờ. Mặc dù dung mạo đối phương chưa bao giờ thấy qua, nhưng khí chất cùng khí tức lại cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Thời điểm đang kỳ lạ, trong tai vang lên một truyền âm kinh ngạc. Lưu Dương, tại sao ngươi lại ở đây? Chương 3410, Dị Linh Vương Thành 1. Nghe được thanh âm này, thân thể dị linh tộc kia cứng đờ, thân thể kìm lòng không được run rẩy một cái, vội vàng ngẩng đầu. Ngươi là, lão sư. Thanh âm này quá quen thuộc, ngày đêm đều ở trong mơ xuất hiện, nghe xong liền biết là ai. Đúng là ta, ngươi làm sao biến thành dị linh tộc? Lại đến nơi này. Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Vị dị linh tộc trước mắt này, tuy ngụy trang rất tốt, sát lục chi khí trong cơ thể thoạt nhìn cũng rất chính thống, nhưng không ẩn giấu được minh lý chi nhãn của hắn, liếc liền nhìn ra, chính là học sinh Lưu Dương ở Thanh Nguyên Đế Quốc không từ mà biệt. Bởi vì những học sinh khác quá mức ưu tú, hắn không chịu nổi áp lực, không từ mà biệt, bản thân từng để đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương phái người Băng Nguyên Cung, chiến sư Đường thậm chí danh sư Đường đi tìm, nhưng không có bất cứ tin tức gì. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại bị Ngột Thần thu làm học sinh, mang về dị linh tộc. Chuyện này quay đầu lại sẽ nói rõ ràng cho lão sư. Thần Dung Hoàng cũng không biết thân phận chân thật của ta. Mong lão sư giữ bí mật. Lưu Dương truyền âm. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có thể nhìn ra, vì lẽ đó vừa rồi chỉ là truyền âm, không có mở miệng. Các ngươi quen biết. Hai người truyền âm tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn bị Ngột Thần phát hiện một ít đầu mối, lộ ra nghi ngờ. Không có, chẳng qua cảm thấy người học sinh này của ngươi, thiên phú dị bẩm, vì lẽ đó lặng lẽ hỏi thăm một ít vấn đề trong tu luyện. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Vấn đề trong tu luyện. Ngột Thần sửng sốt, thấy hắn không nguyện ý nói nhiều, cũng không hỏi tới nữa, nhịn không được hỏi. Hiện tại nội thành tình huống thế nào? Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là cái này. Một tháng trước Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng trở lại nội thành, đối ngoại tuyên bố, người đã bị nhân tộc chém giết, bọn họ cũng bị thương, hiện tại quân đội của bệ hạ, bị hắn nắm chắc, trong đó rất nhiều quan tướng cường đại đều bị thay đổi, coi như trở về, chỉ sợ cũng không cách nào điều động, nghe theo mệnh lệnh. Lưu Dương nói, không nghĩ tới hai vị hoàng giả này quả nhiên giống như phán đoán, chặt đứt toàn bộ đường lui của hắn, sắc mặt Ngột Thần tái xanh. Những quan tướng bị thay đổi kia, người ở nơi nào? Những người này đều là cường giả trung thành với hắn, nếu như có thể tìm, có lẽ còn có cơ hội đảo ngược. Sau khi bọn họ bị cắt chức, trong một tháng, đều bị độc thủ, tất cả đều. Không còn nữa. Lưu Dương nói. Bị độc thủ. Thân thể Ngột Thần run rẩy. Sớm biết Linh Hoàng tàn nhẫn, không nghĩ tới ác như vậy. Thật đúng là nhổ cỏ tận gốc, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho mình. Hai người bọn họ hiện tại tình trạng như thế nào? Bình phục lửa giận, Ngột Thần tiếp tục hỏi. Hai người này gặp phải bản thân đánh lén, tất cả đều bị trọng thương, tuy không có nghiêm trọng như mình, nhưng khẳng định cũng tổn thương cơ sở, không dễ dàng khôi phục như vậy. Chỉ cần còn bị thương, liền có cơ hội. Nói trắng ra là, đạt tới loại cảnh giới như bọn họ, thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất, cái gọi là quân đội, chính quyền, tất cả đều không tính là gì. Chỉ cần có thể đánh giết hai phản đồ này, sau đó tuyên bố bản thân quay về. Những thuộc hạ kia còn không một lần nữa ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Tình huống cụ thể hỏi thăm không ra, tình huống thân thể của bọn hắn, hiện tại là cơ mật tối cao. Chương 3411, Dị Linh Vương Thành 2. Lưu Dương lắc đầu. Ngột Thần cũng không kỳ lạ, nếu như loại cơ mật này dễ dàng biết được, hai người này cũng không có khả năng thiết kế để cho mình chật vật như thế, suýt chút nữa mất mạng tha hương. Bọn họ lôi kéo cổ thánh có chừng bao nhiêu, người hẳn biết a. Thần Linh Hoàng, thần Tinh Hoàng làm ra chuyện phục sát mình, vì phòng ngừa bản thân không chết, tất nhiên sẽ lôi kéo một nhóm lớn cổ thánh. Đây mới là lực lượng căn bản nhất. Theo ta tìm hiểu tin tức, Tắc Vương, Hòe Vương, Manh Vương, bị mời chào, triệt để đưa về trận doanh của bọn họ, nghe theo chỉ huy. Lưu Dương nói tiếp, Tắc Vương, Hòe Vương, Manh Vương, hừ, Ngột Thần hơi vung tay. Dưới trướng ba đại hoàng giả, có 14 vị vương giả đỉnh phong. Tắc Vương, Hòe Vương, chính là cường đại nhất trong đó, mỗi một cái đều đạt đến cổ thánh, mạnh thậm chí đạt đến tam trọng tích huyết trùng sinh. Bởi vì là phiên vương,
bình thường lệnh bất động, không nghĩ tới vậy mà cùng đám người thần linh hoàng, thần tinh hoàng thông đồng. Tám đại vương giả thêm vào hai đại hoàng giả, tương đương với 10 đại cổ thánh. Bệ hạ không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, thực sự quá mức nguy hiểm. Lưu Dương vội nói, 10 đại cổ thánh, nếu như thần dung hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ không dám thế nào, mà bây giờ. Thật muốn xông tới, chết nhất định là người sau. Ta biết, một thần nhíu mày. Lần này trở về là muốn báo thù, nhưng đối phương tụ tập nhiều cổ thánh như vậy, lấy tình huống hiện tại của hắn, xông tới, tuyệt đối là dê vào miệng cọp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn đi Nguyên Đãng Sơn một chuyến. Trầm mặc phút chốc, một thần nói. Nguyên Đãng Sơn. Lưu Dương nghi ngờ. Đi tới nơi này, không nghĩ biện pháp đoạt quyền, vì sao muốn đi loại địa phương kia? Nguyên Đãng Sơn là hiểm địa của dị linh tộc, coi như thần dung hoàng thời kỳ toàn thịnh, cũng không muốn tiến vào bên trong, giờ phút này lại muốn đi qua, để cho người ta không hiểu. Đúng, Nguyên Đãng Sơn là hiểm địa không giả, có điều cũng là vị trí bạc huân cổ thánh tu luyện, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút, hắn có thể ra tay giúp ta hay không? Thực lực của hắn, so với ta thời kỳ toàn thịnh cũng không kém bao nhiêu, xuất thủ, mới có hy vọng chiến thắng. Ngột thần dừng lại một chút, nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không có cách nào vượt qua 10 đại cổ thánh, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm giúp đỡ. Bạc huân cổ thánh, vị cổ thánh này ta nghe nói qua, không phải nói 3.000 năm trước liền chết rồi sao? Lưu Dương chấn động. Hắn không vẫn lạc, mà đi vào chỗ sâu trong Nguyên Đãng Sơn, một mực không có đi ra mà thôi. Lúc trước thực lực tương đương ta, hiện tại cụ thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Có lẽ đã vượt qua tích huyết trùng sinh. Ngột thần gật gật đầu. Đã hắn không nguyện ý đi ra, để hắn ra tay giúp đỡ. Hẳn là rất khó. Đối phương nấp đi 3.000 năm, mặc kệ thực lực như thế nào, cũng thuyết minh không nguyện ý dính vào thế sự. Người ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc xin đi ra, hiện tại chỉ sợ càng khó. Khó, cũng phải mời đi ra, nếu không. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả ngươi cũng không giữ được. Ngột thần lắc đầu. Hắn thật muốn tử vong, tất cả tộc nhân của thần Dung Hoàng nhất mạch, đều sẽ gặp phải tàn sát, điểm ấy không thể nghi ngờ, vì lẽ đó đã không thể do dự. Ngột thần nói không sai, Nguyên Đãng Sơn ở nơi nào? Lại muốn dùng phương pháp gì mới có thể mời hắn ra? Trương Huyền mở miệng. Muốn nhân tộc trường trì cửu an, thuận lợi tìm được Lạc Nhược Hy, thần Linh Hoàng. Thần Tinh Hoàng nhất định phải chết, đã đi theo sau lưng đối phương tới nơi này, đã nói rõ không còn đường lui. Nguyên Đãng Sơn ở cách nơi này 10 vạn cây số, khoảng cách không xa, rất nhanh liền biết tới, chỉ bất quá bạc huân cổ thánh tính cách cổ quái, chỉ sợ không dễ dàng thuyết phục. Ngột thần xoa xoa mi tâm, nói. Chương 3412, bạc huân cổ thánh 1. Đây là Nguyên Đãng Sơn. Thảo luận xong, ngột thần, Trương Huyền liền cáo từ Lưu Dương. Chạy tới vị trí của bạc huân cổ thánh, sợ bị đám người linh hoàng phát hiện, cũng không dám dùng năng lực xé rách không gian, có điều nơi này cách vương thành không xa, chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền đến. Nói là núi, không bằng nói là vực sâu, nhìn một cái, đen kịt không thấy cuối cùng, tản mát ra khí tức âm lãnh băng hàn. Ta thử một chút đi. Ngột thần tiến về phía trước một bước, huyền phù ở trên vực sâu, hít sâu một hơi. Bạc huân cổ thánh. Bạn già thần dung đến đây viếng thăm. Thanh âm ngưng tụ thành chỉ, truyền vào chỗ sâu, không biết lan ra bao xa. Liên tục hô 3 lần, dưới vực sâu dường như có mây đen cuồn cuộn, ngay sau đó, từng đạo hào quang 5 màu từ phía dưới bắn lên, tựa như cực quang. Nhưng ánh sáng này vừa xuất hiện, hai người lập tức cảm thấy phi hành không ổn định, thân thể không ngừng lay động, chân khí không do bản thân khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Là lực lượng nguyên tử. Trương Huyền nhướng mày. Loại lực lượng này giống như nam châm, chỉ bất quá đối với chân khí trong cơ thể tu luyện giả có tác dụng phá hoại, làm cho không người nào có thể tự chủ khống chế. Hừ. Ngột thần nhướng mày, không còn ngụy trang, biến trở về bộ dáng dị linh tộc, sát lục chân khí tinh thuần sôi trào, rốt cục ổn định thân hình, chỉ bất quá hắn bị thương không có hoàn toàn khôi phục, vận dụng lực lượng, vẻ mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay. Yêu dị huyền đao bay ra, đứng ở dưới chân, khống chế thân hình. Loại lực lượng nguyên tử này, có thể tạo thành phá hoại chân khí, nhưng yêu dị huyền đao chỉ là vũ khí, không có chân khí, nên không bị ảnh hưởng. Phía dưới quang mang ngũ thải lần nữa cuồn cuộn, tựa như sóng nước dâng lên,
ngay sau đó liền thấy một người mặc hắc bào đứng ở trên quang mang, chậm rãi lơ lửng. Bạc Huân Cổ Thánh, Thần Dung Hoàng ôm quyền. Trương Huyền nhìn sang, vị trước mắt này toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào, chỉ có hai con mắt, phát ra màu đỏ tươi, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, khí tức trên thân nồng đậm mà mạnh mẽ, nhìn không ra rốt cuộc mạnh cỡ nào, có điều so với Bạc Dục Cổ Thánh trước đó thì mạnh hơn. Thậm chí so với Trương Hoàng Thiên cũng không hề yếu. Khó trách được một thần tôn sùng, chỉ sợ ở cảnh giới tích huyết trùng sinh, cũng được cho là cường giả. Lão Phu sớm đã không để ý tới thế sự, coi như người tự thân tới cũng vô dụng. Hai tay ẩn giấu ở bóng tối, Bạc Huân Cổ Thánh mặt không hề cảm xúc. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy được, mong Bạc Huân huynh có thể ra tay giúp ta. Thần Dung Hoàng khom người. Hắn bị trọng thương, sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần là tu luyện giả liền có thể nhìn ra, không cần tận lực giải thích. Người người đều sẽ vẫn lạc, hoàng đế bệ hạ như vậy, bách tính phổ thông cũng giống vậy. Người có thể ở trước khi chết gặp ta một lần, ta đã thỏa mãn, nếu như không có chuyện khác, xin lỗi ta không bồi tiếp. Vẻ mặt Bạc Huân Cổ Thánh mang theo lạnh lùng, ngũ thải quang mang dưới chân không ngừng lấp lánh, thân ảnh dường như muốn lần nữa ẩn giấu ở trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Ta bị người làm hại, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cầu tự tay giết kẻ thù. Không nghĩ tới tên này lạnh lùng như vậy, Thần Dung Hoàng tràn đầy gấp gáp. Ta là muốn người hỗ trợ ra tay, ai con mẹ nó trước khi chết tới nhìn ngươi. Chúng ta giao tình còn không có thâm hậu như vậy. Ta sớm đã không để ý quyền lợi, cũng không muốn chạm phải những thứ này. Bạc Huân Cổ Thánh lắc đầu, chẳng muốn nói nhảm, bàn tay vung lên, ngũ thải quang mang bao phủ toàn bộ vực sâu, bóng người đã đi vào trong bóng tối. Còn xin dừng bước. Chương 3413, Bạc Huân Cổ Thánh 2. Ngay thời điểm hắn sắp muốn hoàn toàn biến mất, Trương Huyền nhíu mày, ngón tay điểm một cái. Ngũ thải quang mang trên không lập tức bị hắn lôi kéo tới trong tay, lực lượng nguyên từ trước đó để chân khí hắn khó mà vận chuyển, giờ phút này thay đổi phương hướng, vọt về phía bóng đen. Dầm! Bị cỗ lực lượng này chèn ép, Bạc Huân Cổ Thánh vừa mới biến mất từ trong bóng tối té ra ngoài, hình như ngũ thải quang mang bốn phía, đối với hắn tiến hành bài xích. Ngươi là ai? Sao có thể khống chế lực lượng nguyên từ? Bạc Huân Cổ Thánh nhướng mày, tràn đầy khó tin. Vì lĩnh ngộ lực lượng nguyên từ, hắn hao tốn không dưới 3.000 năm, đến bây giờ mới coi như có chút tâm đắc, có thể điều khiển loại lực lượng này, thi triển ra uy lực để cổ thánh cùng cấp bậc sợ hãi. Vị trước mắt này, vừa ra tay liền để ngũ thải quang mang bài xích mình. Làm sao làm được? Ta cũng không phải khống chế, mà là tìm đúng thiếu hụt, để chân khí trong cơ thể có thể dung hợp lực lượng nguyên từ, cùng lực lượng nơi này tiến hành cộng hưởng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm một cái. Yêu dị huyền đao dưới chân lập tức bị thu hồi, mà hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, dường như không nhận lực lượng nguyên từ bốn phía ảnh hưởng. Thiên đạo chân khí ngay cả sát lục chân khí của dị linh tộc cũng có thể biến hóa, cải biến thành lực lượng nguyên từ, hơn nữa tới tương dung, không tính quá khó. Vừa rồi thời điểm đối phương sử dụng, mượn thư viện dò xét một phen, đã có thể sử dụng. Tìm đúng thiếu hụt, chân khí trong cơ thể dung hợp lực lượng nguyên từ. Bạc Huân Cổ Thánh nhíu mày. Không sai. Trương Huyền lên tiếng, hít sâu một hơi, song trưởng bỗng nhiên nâng lên. Dầm. Trong vực sâu vô số ngũ thải quang mang chiếu rọi, một mảng lớn cực quang xoay quanh hắn, tôn lên hắn như cự nhân. Thiên đạo chân khí sửa đổi thuộc tính, cùng lực lượng nguyên tử dẫn phát cộng hưởng, cái vực sâu này, hắn thấy tựa như một cội nguồn lực lượng ấm áp, có thể thả ra tu vi lực lượng vượt qua bản thân. Người quả nhiên có thể khống chế lực lượng nguyên tử. Cảm nhận được lực lượng mình trưởng khống, cũng không tinh thuần bằng đối phương, Bạc Huân Cổ Thánh rung động. Hắn nghiên cứu trọn 3.000 năm, vậy mà không bằng vị trước mắt này vừa tới. Nếu như ngươi có thể giúp Thần Dung Hoàng, loại phương pháp khống chế lực lượng nguyên từ này, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Thấy hắn biết thủ đoạn của mình, Trương Huyền nhìn qua. Cái này, Bạc Huân Cổ Thánh dừng lại. Vì lực lượng nguyên từ, hắn đợi ở chỗ này hơn 3.000 năm. Nếu quả thật có thể giống như vị trước mắt, thuận lợi khống chế, cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ lực lượng nguyên từ, mục đích là tìm được một con đường thích hợp bản thân, xung kích cảnh giới cao hơn, thật giống như đối phương nói, ung dung khống chế, có thể đoán được, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, đột phá tích huyết trùng sinh cũng chưa biết chừng. Là ai đả thương ngươi? Có chút ý động, nhưng Bạc Huân Cổ Thánh cũng không gấp gáp làm ra quyết định,
mà quay đầu nhìn về phía Thần Dung Hoàng. Làm linh tộc đệ nhất hoàng giả, cũng bị thương thành như vậy, hắn mặc dù tự nhận thực lực không yếu, nhưng cũng rõ ràng, đối thủ nhất định sẽ không đơn giản. Nếu như không có cơ hội chiến thắng, chắc chắn sẽ không vì đạt được công pháp cộng hưởng lực lượng nguyên tử, liền thân ở hiểm địa. Là Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng, bọn họ liên thủ nhân tộc, tiến hành đánh lén ta. Thần Dung Hoàng nói, là bọn họ. Nghe được là hai đại hoàng giả, vẻ mặt Bạc Huân cổ thánh trở nên khó coi. Chuyện này, ta lực bất tòng tâm, vẫn là mời Cao Minh khác đi. Chương 3414, Nguyên tử đồng hóa 1. Hai đại hoàng giả, mỗi một cái đều không yếu hơn hắn, càng bởi vì thân phận hoàng giả, có vô số người ủng hộ, chạy tới đối nghịch bọn hắn. Vì đạt được một bộ công pháp, liền đi tìm cái chết. Hắn còn không có nghĩ quẩn như vậy. Bạc Huân cổ thánh sợ. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Hoàng giả tranh đấu, ta không muốn tham dự, cũng không hứng thú. Bạc Huân cổ thánh khoát tay áo. Nếu như ngươi cho là ta sợ, vậy cũng không sao cả. Có thể trở thành cổ thánh, tâm cảnh ít nhất đều đạt đến 30. Không, tuyệt không phải một đôi lời kích tướng, liền có thể ảnh hưởng quyết định. Bạc Huân cổ thánh đã nói như vậy, chúng ta cũng không bắt buộc, bất quá. Lực lượng nguyên tử là thiên địa đản sinh một loại lực lượng đặc thù, người muốn lĩnh ngộ mượn cơ hội xung kích phá toái hư không, không gì đáng trách, nhưng làm như vậy, tương đương với chính diện chống lại thiên đạo, linh hồn cùng thân thể đều sẽ gặp phải áp bức. Nếu như không đoán sai, những năm này, không phải ngươi không muốn rời vực sâu, mà là rất khó rời đi. Con mắt Trương Huyền nâng lên. Vừa rồi đối phương khống chế lực lượng nguyên tử, từ phía dưới bay ra, hắn liền nhân cơ hội mượn thư viện dò xét. Vị trước mắt này, thoạt nhìn mạnh mẽ, trên thực tế lại bị lực lượng nguyên tử đồng hóa, một khi rời đi, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp hạ xuống, sống không bằng chết. Vì lẽ đó, đường đường cổ thánh tu vi tích huyết trùng sinh lại một mực co đầu rút cổ ở đây, không nguyện ý rời đi. Tuy thiên kiếp mạnh mẽ, nhưng lấy thực lực của ta bây giờ, chống lại sẽ không quá khó. Ta thật muốn đi, ai cũng ngăn không được. Bạc Huân cổ thánh sửng sốt một chút, hừ lạnh. Hắn là cường giả cổ thánh. Liều mạng bị thương vẫn có thể vượt qua, chỉ là có nguyện ý hay không, tổn thất bao nhiêu mà thôi. Như vậy liền tốt, có điều vẫn khuyên bảo một câu, nguyên tử thạch tuy tốt, nhưng tốt nhất đừng hòa vào huyết mạch, nếu không, để lại tai họa vô tận. Đến lúc đó, kinh mạch thuế biến, ai cũng không cách nào khống chế. Trương Huyền lắc đầu, không nói thêm lời, nhìn Thần Dung Hoàng nói. Chúng ta đi thôi. Đi. Thần Dung Hoàng sững sờ. Đi tới chỗ này. Là muốn lôi kéo Bạc Huân cổ thánh đến trận doanh mình, lúc này mới nói vài câu, kết quả gì cũng không có, liền muốn rời khỏi, mất đi một cường giả như vậy trợ giúp, đi tìm hai vị kia, tuyệt đối tự tìm cái chết. Hô! Còn đang nghi ngờ, chỉ thấy Trương Huyền đã bay đi nơi xa, dừng lại một chút, nhưng cũng theo sau. Trước đó cùng vị này từng tiến vào Bạch Khê Sơn, biết hắn nắm giữ bản lĩnh siêu nhân, nói vài câu rời đi, nhất định có dụng ý của mình. Phi hành một đoạn thời gian, quả nhiên thấy thanh niên ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, cười khanh khách nhìn lại. Chúng ta, Thần Dung Hoàng cau mày, nghi ngờ nhìn qua. Chờ một hồi, Bạc Huân cổ thánh có lẽ sẽ đổi ý. Trương Huyền nói, Thần Dung Hoàng tràn đầy kỳ lạ. Nói đối phương rời vực sâu sẽ bị thiên đạo phản phệ, sao sẽ khả năng thay đổi chủ ý, bất chấp nguy hiểm trợ giúp bản thân. Bất quá, vị trước mắt này đã nói như vậy. Khẳng định là có tính toán, không tiện hỏi thăm, đành phải đợi tại nguyên chỗ, cũng nhìn sang phương hướng vực sâu. Cái tên này, làm sao biết ta luyện hóa nguyên tử thạch? Chương 3415, nguyên tử đồng hóa 2. Thấy hai người Trương Huyền nói còn chưa dứt lời xoay người rời đi, Bạc Huân cổ thánh tràn đầy nghi ngờ. Sở dĩ hắn có thể khống chế lực lượng nguyên tử nơi này, cũng không phải thiên phú cao bao nhiêu, mà là trốn ở chỗ sâu nhất, luyện hóa nguyên tử thạch. Loại đá này giống như nam châm, có thể tản mát ra lực lượng nguyên tử, nắm trong tay loại lực lượng này, liền có thể khống chế chân khí đối thủ, để hắn không cách nào tranh đấu. Mặc kệ hắn giả thần giả quỷ, bây giờ cách luyện hóa nguyên tử thạch chỉ kém một bước cuối cùng, phải tăng tốc độ. Suy nghĩ một chút, không biết ý tứ của đối phương đến cùng là cái gì, Bạc Huân cổ thánh lắc đầu, không tiếp tục để ý, thân ảnh lần nữa hòa vào trong màu đen, sau một khắc, đã đi tới chỗ sâu nhất. Một viên đá năm màu xuất hiện ở trước mắt, sáng bóng lấp lánh, dường như lực lượng nguyên tử bốn phía đều do nó phát ra. Bàn tay khoác lên trên,
hít sâu một hơi, lực lượng của Bạc Huân cổ thánh tuôn ra, nhanh chóng luyện hóa. Vì tới gần hòn đá này, hắn hao tốn 1.000 năm, bàn tay có thể đụng vào, lại hao tốn 1.000 năm, hiện tại chỉ cần chân khí thuế biến thành lực lượng nguyên tử, liền có thể thành công luyện hóa. Mà khoảng cách một bước này, chỉ kém nửa cước. Có thể đoán được, một khi thành công, thì tương đương với người mang cả vực sâu, không cần lo lắng thiên kiếp công kích, gặp phải người cùng cấp bậc, cũng có thể ung dung nghiền ép. Cô cục cục. Chân khí truyền vào càng nhiều, cùng lực lượng nguyên tử phù hợp cũng càng nhiều, đột nhiên nguyên tử thạch trước mắt giống như triệt để bị luyện hóa, dần dần cùng bàn tay của hắn dung hợp. Thành công! Con mắt Bạc Huân cổ thánh sáng lên, vội vàng khống chế sức mạnh, chậm chạp dung hợp. Xì xì xì! Hòn đá tản mát ra ngũ thải quang mang, triệt để hòa vào bàn tay của hắn, trong nháy mắt, cả người bị ánh sáng bao phủ, tựa như một bức tượng màu. Cảm nhận được bản thân quả nhiên nắm trong tay lực lượng nguyên tử, Bạc Huân cổ thánh cười ha ha, đang muốn khống chế sức mạnh, thử sức chiến đấu hiện tại như thế nào, đột nhiên thân thể cứng đờ, chân khí trong cơ thể giống như lâm vào vũng bùn, không thuận buồm xuôi gió giống như trước. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử co rụt lại, vội vàng nhìn về phía phương hướng chân khí, vừa nhìn một cái, vẻ mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy kinh mạch của mình không còn mềm dẻo như trước đó, ngược lại giống như sắt thép. Tản mát ra màu thanh đồng, cứng rắn, để chân khí khó mà thông suốt. Là đá, ta sắp biến thành hòn đá. Không chỉ kinh mạch, cơ bắp cùng huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu cứng nhắc, hình như sắp mất đi cảm giác. Giờ phút này, ngu nữa cũng hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn vì luyện hóa nguyên tử thạch, chân khí cải biến thành lực lượng nguyên tử, trên thực tế lực lượng nguyên tử cũng lặng lẽ thay đổi hắn, tựa hồ muốn hắn biến thành một khối nguyên tử thạch to lớn hơn. Giống như nam châm, đến gần sắt thép, thời gian lâu dài cũng sẽ xuất hiện từ lực, gọi là nhiễm từ. Chính là bị thay đổi kết cấu bên trong. Chỉ là, đổi lại đá bình thường thì thôi, nhưng hắn là sinh mệnh, một khi thân thể kinh mạch toàn bộ biến thành đá, còn có thể chiến đấu, còn có thể nói chuyện, nắm giữ ý thức độc lập ư. Linh hồn cũng bị xâm nhập. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên đầu toát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ kinh mạch cùng thân thể, thậm chí huyết dịch cùng linh hồn cũng nhận lấy xâm nhập, trở nên càng ngày càng cứng nhắc, lại không còn tinh, khí, thần như trước đó. Di hoạn vô tận, kinh mạch thuế biến, vị kia nhất định biết cái gì. Ngay thời điểm gánh không được, cho rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, Bạc Huân cổ thánh đột nhiên nhớ tới thanh niên trước đó nói, nắm đấm bỗng nhiên siết chặt. Đối phương không chỉ nhìn ra hắn luyện hóa nguyên tử thạch, dường như còn nhìn ra cái gì, lúc này muốn giải quyết khốn cảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tìm đối phương. Ầm ầm, rõ ràng điểm ấy, nào còn dám do dự, lập tức từ trong vực sâu bay ra, thẳng tắp xông về phương hướng đám người Trương Huyền biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.